Bữa nay đi lễ thời tiết đẹp ha. Ừ đúng rồi đó. Hồi nãy chị cầu xin gì hả? Còn lâu chị mới nói. Trời đất ơi. Trời đất ơi, bà đi đứng kiểu gì vậy hả? Thiệt tình đó cái bà này. Bà ơi, bà có sao không bà? À, tôi không sao. Cảm ơn cô gái. Thiệt tình à. Bộ đồ của người ta may hết bao nhiêu tiền, đi đứng kiểu gì đụng vô làm dớ hết đồ rồi. Chị có sao không? Nè, bà già kia, bà đụng người ta sao bà không xin lỗi đi? Đứng sừng sững ra đó làm gì? Kìa chị, bà không thấy đường mà chị. Ờ, không thấy đường thì ở nhà đi. Ra đường làm gì cho đụng người ta? Đúng rồi đó. Tôi không thấy đường, nhưng tôi thấy trước mọi chuyện hậu giận. Cái gì? Đường trước mặt còn không thấy, mày đã biết trước hậu giận. Dớ dẫn. Thôi, mấy người nghèo này á, chắc đáng tin à? Không tin rồi đó. Tôi biết hậu giận của ba chị em các cô. Ủa, ê, nãy giờ mình đâu có nói là mình là chị em đâu. Sao bà biết hay vậy? Ờ ha, sao bà biết hay vậy? Chẳng những vậy, tôi còn biết một trong ba chị em sẽ lấy được hoàng tử. Lấy chồng hoàng tử. Chính ra. Nè bà ơi, tôi là chị hai, chắc là hoàng tử sẽ lấy tôi đúng không? Nè ba, tôi là chị ba, nếu mà hoàng tử không lấy chị hai thì chắc chắn thế nào cũng lấy tôi, chứ làm sao mà lấy con nhỏ út quê mùa đó được, đúng không? Đúng rồi đó. Con nhỏ này vừa quê mùa, vừa hay lo chuyện bao đồng, không có cốt cách sang trọng như chị em tôi. Ờ đúng rồi đó. Trừ khi hoàng tử thích kẻ quê mùa như nó. Cô Út ơi, sao cô không lên tiếng gì hết trơn vậy cô Út? Ủa, sao bà biết cô Út đứng bên đó? Thì cô đứng sát bên tôi, cô nói cô là chị hai. Còn cô bên này đứng sát bên này á, nói là chị ba. Thì cái cô còn lại á, là cô Út. Ha. Mà nè, đừng có quan tâm tới nó nữa. Bà nói đi, hoàng tử sẽ lấy tôi đúng không? Không, hoàng tử sẽ lấy em à. Lấy chị. Lấy em. Lấy chị. Lấy em. Bởi vì là chị đẹp nhất trong cái vùng này. Dân làng, trai làng, ai cũng nói là chị đẹp nhất. Lấy chị mới đúng. Không, hoàng tử sẽ lấy em chứ. Chị nhìn đi, nhan sắc của em cũng ngang ngửa chị vậy. Với lại, trang phục của em lộng lẫy hơn chị và đẹp hơn chị. Thế nào hoàng tử gặp em á ha, thì cũng sẽ thích em hơn là thích chị. Cho nên hoàng tử sẽ lấy em. Lấy chị. Lấy em mà. Lấy chị mà. Lấy em mà. Em cãi hoài không? Lấy em. Thôi thôi, tôi không biết trước là hoàng tử sẽ lấy ai. Thôi, lời tiên đoán giờ rồi, coi như lời xin lỗi của tôi với mấy cô ngang. Bây giờ tôi xin phép tôi đi trước. Ờ, bà ơi, bà có đi được không? Hay là để con đưa bà về tới tận nhà nhé? Không sao đâu cô, bà đi được, đường xá ở đây bà quen rồi. Chẳng qua hồi nãy bà bị người ta đụng bà thôi. Ủa? Thôi, tôi đi nghe cô gái tốt bụng. Rốt cuộc không biết lấy ai nữa. Bà ơi, bà đi cẩn thận nha bà. Rảnh quá, lo chuyện bao đồng. Lúc nào cũng tỏ ra là người tốt, nhìn thấy ghét à. Mắc mệt. Ê, bà nói là hoàng tử sẽ lấy chị đúng không? Lấy em mà. Chị mà. Hồi nãy nói rõ ràng là lấy em mà. Hai chị ơi. Lấy chị. Rõ ràng. Chị, mình về đi, để trễ là cha la đó. Về thì về. Đi em. Đi chị. Hoàng tử sẽ lấy chị. Là em mà. Lấy chị. Không, em đó. Chắc chắn là em. Chắc chắn là chị mà. Hai ngày nữa, cha có chuyến buôn ở tận kinh thành. Kỳ này cha đi, chắc cũng một tuần trăng mới về. Ủa, cha đi nữa hả cha? Mà cha ơi, trên kinh thành có nhiều dải dốc đẹp mà lạ lắm phải không cha? Cha nhớ mua về cho con nha cha. Còn con nữa, con thì thích trang sức. Cha, cha mua cho con râm cài với lại bông tai nữa nha cha. Được rồi, để cha mua cho các con. Còn con thích gì thu trúc? Dạ,
Quần áo trang sức cha mua cho con còn mới lắm, con chưa có dùng hết nữa. Nên thôi đi cha, cha đừng có mua gì cho con nữa. Chỉ cần chuyến đi của cha mọi chuyện được suôn sẻ và cha bình an trở về sớm với con, như vậy là con vui rồi. Cha, cha ăn thử món này đi. Cha thử coi con nấu có giống mẹ không. Con nêm nếm y chang như mẹ con. Ngon lắm con à. Con đúng là khéo tay giống mẹ con vậy. Từ ngày mẹ các con theo ông bà, ai nấu món gì dù cao lương mỹ vị cách mấy, cha cũng không thấy ngon, lạc lẽo lắm. May có con thừa hưởng khả năng bếp núc của mẹ con, nên con nấu ăn cha ăn ngon miệng lắm, cha vui lắm. Trời, nhà có thiếu gì gia nhân thì để cho người ta nấu đi, tự nhiên mày đặt xuống bếp làm chi vậy? Mày đặt không à? Cha, con thấy có ngon bằng mẹ nấu đâu cha. Lâu lâu hên đựng món thôi. Đúng rồi đó, nhìn màu sắc á thì giống đó, nhưng mà mùi vị thì làm sao mà giống mẹ được. Các con á là chị, đã không như em thì thôi, đừng có mặt nặng mày nhẹ với em như vậy. Thì con có nói gì đâu, chẳng qua con thấy nó toàn là làm chuyện thừa thãi thôi. Mà cha nè, một trong hai chị em con á, sau này sẽ lấy chồng hoàng tử, bởi vậy tụi con đâu có cần động tới móng tay móng chân là đúng rồi. Việc gì phải động tay động chân mấy cái chuyện bếp núc vậy chứ cho mệt vậy. Cái gì, lấy chồng hoàng tử à? Dạ. Dạ đúng đó cha. Sáng nay tụi con đi chùa gặp một bà mù, bà tiên đoán á là một trong ba chị em con sẽ lấy chồng hoàng tử. Mà con nghĩ á, người đó chắc là con đó cha. Vậy là con chứ làm sao là em ấy được cha. Bà đó rõ ràng nói là chị. Chị đâu, nói rõ ràng là nói em. Được rồi, chỉ cần các con sống vui vẻ, tìm được người tâm đầu ý hợp và yêu thương mình thật lòng là cha mừng rồi. Còn hoàng tử hay là ai cũng được. Ăn đi con. Dạ. Cha, cha ăn nhiều một chút nha cha. Ăn đi con. Cậu đưa tiễn cha đến đây được rồi, đừng đi theo cha nữa. Trong đây á có bánh con mới làm hồi sáng, cha đem theo lót dạ nha cha. Mỗi khi cha đi xa là con dậy tâm ở sớm chuẩn bị đủ thứ. Dọc đường nhiều hàng quán lắm, con không cần phải dậy sớm vất vả dậy làm gì. Con thích làm bánh cho cha ăn mà, có vất vả gì đâu. Với lại ăn bên ngoài cha dễ bị đau bụng lắm. Cha đi giữ gìn sức khỏe nha cha. Nè, con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Mà hai chị con đâu rồi? Dạ, hai chị lên trấn từ sáng. Bên đó hôm nay có hội gì lớn lắm á cha. Hết mùa sắm rồi lại hội hè. Phải chi hai chị của con hiểu chuyện được một phần như con thì tốt quá. Dạ, tại con khác người thôi cha, chứ con gái làng này ai cũng vậy hết. Cha cũng đừng có khắt khe với hai chị quá. Thôi cha đi đi, kẻo nắng. Thôi cha đi đây, con ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Đi. Dạ. Nè hai anh, các anh nhớ nhắc cha tôi ăn uống đúng giờ nha. Dạ tôi biết rồi. Dạ. Thưa tiểu thư. Dạ tôi đi nghe. Dạo này mấy anh làm ăn có được không?
Cũng được, nhưng mà không bằng lúc trước đâu. Họ vất vả mới kiếm được tiền cho anh. À vậy à. Có lời hay không? Cũng có chứ, còn anh sao? Chuyện này làm ăn cũng khá, nên mua cho mấy đứa con gái tôi đồ đạc này kia chắc là nó vui lắm đó. À, vậy hả? Nè, lần sau có đi á, ba anh em mình rủ nhau đi một lượt như vậy á. Được đó, cho nó vui ha. À, đúng rồi. Vậy đi. Cướp, chạy đi, đứng lại. Tất cả ngồi xuống. Tất cả vàng bạc châu báu đưa hết ra đây. Dạ, lấy đi. Thăm nó. Đây. Còn ông nữa, tại sao không đưa ra? Muốn chết hả? Chạy đi ông chủ. Chạy, chạy mau. Có lẽ mình đã chạy thoát chúng nó rồi. Đây là đâu vậy? Chết rồi. Có lẽ mình cắm đầu chạy, cho nên là mất đường rồi. Mình phải tìm một chỗ trú qua đêm. Sáng nay tìm được về nhà sao? Mình đang ở đâu đây? Rõ ràng lúc đó mình có nhìn thấy một con yêu quái, rồi sau đó mình ngất đi. Vậy ai là người đã đưa mình vào đây? Là ta đây. Ta là người đã cứu ông vào đây, nên ta sẽ không hại ông đâu. Ông đừng có sợ. Vậy ông là ai? Ta là người phải hỏi ông câu đó mới đúng. Ông là ai? Sao đang đêm đang hôm lại tìm đến đây? À, tôi bị bọn cướp rượt tới đây. Tôi bị ngất xỉu, rồi sau đó tôi không nhớ gì hết. Không lẽ
Ông là chủ nhân nơi này sao? Phải. Thì ra ông đã cứu tôi. Đa tạ, đa tạ ông nhiều lắm. Tôi bây giờ tôi đỡ rồi. Tôi đa tạ ông nhiều lắm. Xin phép ông, tôi về. Ta thấy có lẽ ông đã kiệt sức do mệt mỏi và đói. Cũng vừa lúc ta chuẩn bị ăn cơm. Ông hãy đi chuẩn bị rửa mặt rồi vào ăn cơm. Vào ăn chung với ta luôn cho vui. Ta vào trong chờ ông. Ta không ngờ ở trong khu này mà có người nấu ăn ngon như con gái ta vậy. Cảm ơn ông nhiều lắm. Ông có con gái sao? Cô ta đã lập gia thất chưa? Chưa. Tôi có 3 đứa con gái lận, nhưng chưa đứa nào chịu lấy chồng hết. Nhìn tôi vậy thôi, chứ 3 đứa con tôi đẹp lắm. Nó giống mẹ nó mà. Nhưng mà con gái út tôi á, tốt tính nhất. Nó không chỉ biết thương người mà còn nấu ăn ngon, siêng năng, giỏi giang lắm. Mà nhắc tới tụi nó làm tôi nhớ nhà quá. Thôi, tôi phải đi về ngay đây. Không thôi mấy đứa đợi trong. Cảm ơn ông. Về bữa cơm ngon này nghe. Đứng lại. Ai cho ông đi mà ông đi? Ông nói vậy là sao? Ta có nói là cho ông về khi nào không? Bất cứ kẻ nào vào đây ăn cơm, ăn cơm của ta đều phải trả giá. Tôi tưởng là... À, tôi hiểu rồi. Sao ông không nói sớm? Là tôi hết hồn. Tức là ông muốn lấy bạc đúng không? Tôi có ít bạc. Ổn lão. Dám lấy bạc ra để dụ dỗ ta sao? Giá của ta chính là mạng sống của ông đó. Ông nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Đi theo ta. Nè, ông, tôi xin ông mà. Tôi xin ông tha cho tôi đi. Tôi chưa muốn chết đâu. Tôi muốn về nhà để gặp các con của tôi. Tụi nó đã mất mẹ rồi. Bây giờ tôi không thể để chúng mất cha. Nếu mà chúng mất cha nữa, chúng sẽ đau lòng mà chết. Tôi xin ông. Xin ông đó. Nhưng nếu tha cho ông thì ta sẽ mãi mãi ở trong kiếp thú này. Ông có biết ta đã chờ đợi cơ hội này bao lâu rồi không? Đừng có gian xin vô ích nữa. Đi mau. Đừng. Tôi lại ông bà. Tôi xin ông, hãy tha cho tôi đi. Nếu như không thể tha cho tôi thì ngài có thể cho tôi về nhà gặp mặt các con tôi lần cuối, để tôi sắp xếp một số việc còn dang dở. 3 ngày sau tôi sẽ trở lại đây nạp mạng cho ông mà. Nhưng lỡ người thất hứa thì sao? Thì tôi thề tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tôi xin ông mà, tôi hứa tôi sẽ quay lại. Tin tôi đi. Thôi được, nể tình ông cũng đã lớn tuổi còn khóc lóc gian xin ta tội nghiệp như vậy. Ta cho ông 3 ngày về gặp các con ông lần cuối và chấp thuận cho 1 trong 3 của con gái đến đây nộp mạng thay ông. Nhưng ông phải thề, nếu như mà ông nuốt lời hoặc là cầu cứu ai đó đến đây giúp đỡ thì 3 đứa con gái của ông sẽ gặp tai ương suốt kiếp. Hả? Gặp tai ương à? Sao mà ông bắt tôi thề độc quá vậy? Ông có chịu thề không? Tôi nếu như ông không chịu thề thì mau đi theo ta tới gặp mộ yêu tinh. Được rồi, tôi thề là sau 3 ngày tôi hoặc 1 trong 3 đứa con gái tôi sẽ quay lại đây. Nếu không thì 3 đứa con gái tôi
sẽ gặp tai ương suốt đời. Được, bây giờ thì ông hãy đi đi. Đa tạ ông, đa tạ ông. Cha xin lỗi, lần này cha đi về mà không có quà cho con. Con đâu có cần quà, cha về là con vui rồi. Cha ơi, hình như là có chuyện gì phải không cha? Có gì đâu con. Sao con nhìn có vẻ cha mệt mỏi và buồn bã khác hẳn hơn mấy lần trước? Bộ việc buôn bán không suôn sẻ hả cha? À không, khách hàng kỳ này được lắm. Cha, cha không giấu con chuyện gì chứ? À, còn hai gia nhân đi chung với cha đâu? Sao họ không về chung với cha? À, đúng là không có gì qua mắt được con. Thì ra là cha đã bị cướp dọc đường sao? Phải, hai gia nhân nhà mình vì muốn cứu cha cho nên nó chặn đường bọn cướp để cho cha chạy thoát thân. Rồi cha cũng lạc hai thương gia đi cùng luôn. Trời ơi, thiệt là tội cho hai gia nhân nhà mình quá. Mà cha, cha có bị gì nặng không cha? Không, cha không có sao, con đừng có lo. Bà của cha cũng còn đây. Cha chỉ mất thùng hàng và những món quà mua cho các con. Bây giờ cha sẽ nhờ người quay trở lại khu rừng đó để xem tung tích của hai gia nhân mình làm sao. Con đừng có nói cho các chị con biết, để chúng nó là lối ùm sùm lên. Dạ. Bạc của cha cũng còn đây. Cha chỉ có mất thùng hàng và những món đồ mua cho các con. Bây giờ cha sẽ nhờ người quay trở lại khu vực đó để xem tung tích của hai gia nhân mình xem sao. Con đừng có nói cho các chị con biết, để chúng nó la lối om sòm lên. Dạ. Ủa cha, cha dậy kìa em ba. Cha dậy kìa. Cha, 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 cha có mua quà cho con không? Đúng rồi đó cha, còn trâm cài tóc của con nữa, đâu rồi cha? Cha xin lỗi hai con, lần này cha đi vội quá nên không kịp mua gì. Để lần sau cha sẽ mua buồn cho hai con. Lần nào cha về cha cũng có quà hết trơn á, lần này không có là sao? Đúng rồi đó, con giận cha luôn. Cha, hai chị thiệt là quá đáng mà. Thôi mà con, kệ hai chị đi. Cha, cha mệt mỏi rồi, bây giờ cha vô phòng nghỉ ngơi đi. Cha nói liền đây, hôm nay cha có chuyện này muốn nói cho các con biết. Gì vậy cha? Cha có chuyện gì á thì cha nói lẹ lên đi, để con còn đi may cái áo mới nữa. Đúng rồi đó cha, cha nói nhanh lên đi, để con còn đi mua sắm nữa. Rồi, cha nói liền đây, các con bây giờ đã tới tuổi cập kê hết rồi, trước sau gì cũng phải thành gia lập thất.
Nhưng không biết lúc đó cha còn ở bên các con không. Cha, cha nói cái gì vậy cha? Chuyện sinh tử cũng là chuyện bình thường mà con. Như mẹ của các con vậy, bà bỏ đi cái một, không một lời từ biệt, dù trước đó không đau ốm gì hết. Vì vậy cha cũng không yên tâm, nên cha chuẩn bị trước cho các con, để sau này cha có bề gì, khi các con về nhà chồng cũng có củ hồi môn. Ủa cha, nói vậy là hôm nay cha chia củ cho tụi con hả cha? Trời ơi, cha thương tụi con quá à. Tụi con cũng thương cha dữ lắm. Đúng rồi đó. Cha, mấy cái hộp này của tụi con phải không cha? Đúng rồi. Vậy thì con... Ê, quên một hộp. Vậy thì hộp bự của chị, hộp nhỏ của em nè. Các con đừng có giành nhau. Ở trong đó cha đã chia đều cho các con, không ai hơn ai cả. Trời ơi, tưởng cái hộp bự hơn là nhiều hơn hả? Không có đâu. Thì không có nhiều hơn, nhưng mà chị được cái hộp bự hơn, vậy là hơn rồi. Cha của mình hôm nay sao lạ quá vậy ta? Con leo lên mái nhà, tất cả các gian nhà kiểm tra coi mái nào có bể ngói thì con thay liền cho ông. Dạ. Con biết rồi thưa ông. Con đi đi. Còn con, đi hết xung quanh nhà, kiểm tra tất cả hàng rào, coi hàng rào chỗ nào lung lay thì con phải đóng lại cho chắc, nghe chưa? Dạ. Còn con, chạy ra ngoài chợ nói hàng gạo, đem gạo qua đổ đầy các bồ cho ông. Rồi sau đó con xuống bếp coi coi củi còn không. Nếu thiếu á thì con chất đầy củi vô, nghe không? Dạ thưa ông. Cha à, cha nói thiệt cho con biết đi, có phải cha đang gặp chuyện gì không? Hay là cha bị đau bệnh ở chỗ nào? Con nhỏ này cứ hay lo lắng y như mẹ con. Con yên tâm đi, cha khỏe lắm, không có bệnh gì đâu. Chẳng qua cha sắp đi xa thêm một chuyến nữa, mà ngó trời sắp có vẻ có dông lắm, cho nên cha mới dặn dò gia nhân nó làm vậy thôi. Cha không gạt con chứ? Không. Vậy chừng nào cha đi nữa? Hai ngày nữa. Cái gì? Sao gấp dữ vậy cha? Bình thường sau mỗi chuyến buôn cha sẽ nghỉ ít nhất là một tuần trăng, sao lần này cha lại đi gấp vậy? Thì lần này khác. Hàng các nước lân bang về đột xuất, mình không đi lấy liền thì sợ người ta giành mất con à. Thôi, cha phải vào trong để chỉ việc cho gia nhân tiếp đây. Con cũng vô nhà đi, ở ngoài này nắng bụi lắm đó. Rõ ràng là cha có chuyện gì giấu mình, nên cha mới trả lời lấp liếm như vậy. Tranh thủ lúc cha ra ngoài có việc, mình phải vào trong phòng tìm ra lý do khiến cha khác lạ như vậy.
Cha xin lỗi các con, cha phải đi nạp mạng. Sao cha lại viết thư từ biệt chia xa vĩnh viễn mà cha lại không nói cho tụi con nghe? Cha sợ tụi con buồn bã lo lắng rồi cản không cho cha đi. Cha tính cứ đi lặng lẽ, khi nào các con tìm thấy lá thư này thì lúc đó mọi chuyện đã rồi. Cha cứ vậy mà đi nộp mạng cho nó hay sao? Sao mình không thử nhờ ai giúp đỡ hả cha? Không được đâu con. Con quái thú đã ghê gớm lắm. Cha mà nói với ai và hoặc là nuốt lời không quay lại đó thì các con sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nó bắt cha thề độc. Nó bắt cha thề thế nào hả cha? Nó nói trong 3 ngày nếu cha hoặc một trong các con không quay lại thì... Không, cha nói nhầm. Chỉ mình cha thôi. Nếu như cha không quay lại đó thì các con sẽ gặp tai ương. Rõ ràng cha mới vừa nói hoặc một trong 3 chị em con có thể thay thế cha, đúng không? Các chị à, vậy là mình có thể cứu cha rồi. Chị không có đi được đâu. Cha à, con thương cha lắm. Con quyết ở lại đây để chờ hoàng tử cầu hôn con. Số con đã định là lấy chồng hoàng tử rồi. Con không thể nào cãi lại số được đâu cha. Con cũng vậy. Con cũng không thể nào chết trẻ như vậy được. Với lại con chưa thử bộ giấy áo mà con mới vừa may. Cha, cha đừng có buồn con nha. Con thương cha lắm, nhưng mà con không thể nào chết trẻ như vậy được. Cha không trách các con đâu. Cha đâu có định nói chuyện này với các con. Chẳng qua cha lỡ miệng nên các con mới biết. Cha cũng già rồi, trước sau gì cũng chết, nên cha đi là đúng rồi. Các con ở lại, nhớ bảo ban nhau, sống cho tốt nghe. Không, con không thể nào để cha đi nộp mạng cho hắn được. Cha, hay là cha cứ để con đi thay cho cha nha. Con nói cái gì vậy Thu Trúc? Sao cha có thể để con gái đi vào chỗ chết được chứ? Cha, con tự tin là mình sẽ tìm cách thoát khỏi được nơi đó. Mình chỉ thề là mình sẽ quay lại thôi, chứ mình đâu có thề là mình không bỏ trốn. Phải không cha? Con nói cũng có lý. Nhưng mà hắn có phép thuật đó con à. Không sao đâu cha. Con sẽ lựa lúc hắn sơ hở rồi con sẽ bỏ trốn. Cha, cha để con đi đi cha. Con còn trẻ, con còn có sức khỏe, con chắc chắn sẽ có sức bỏ trốn khỏi nơi đó. Nhưng mà... Cha, cha cứ yên tâm đi cha. Cha phải tin tưởng con chứ. Cha, con thấy là để Thu Trúc đi được đó cha. Em ấy trẻ khỏe, lanh lợi, thông minh. Biết đâu em ấy sẽ tìm ra cách để trốn thoát khỏi con yêu quái đó. Đúng rồi đó cha. Trước sau gì nhà mình cũng phải có một người để hy sinh. Mà bây giờ em nó tự nguyện hy sinh như vậy thì mình phải ủng hộ em nó chứ cha. Nhưng mà lỡ con bị hắn giết thì sao? Con nghĩ hắn sẽ không giết con đâu. Theo như lời cha kể, hắn đã đưa cha vô nhà ăn uống tử tế. Vậy có nghĩa là hắn không phải là một kẻ máu lạnh. Con tin mình sẽ tự thoát thân trở về với cha. Còn cha đi, chắc chắn là sẽ vào cửa tử. 3 chị em con không thể nào sống thiếu cha được. Từ khi mẹ mất,
Cha đã buồn bà khắp nơi để nuôi ba chị em con khôn lớn. Cha vất vả thế nào cũng không hề than gian một lời. Con chưa có báo hiếu được cho cha, làm sao để cha đi vào chỗ chết được. Con thương cha lắm. Cha phải sống lâu trăm tuổi với tụi con. Nhưng mà thôi, mình quyết vậy nha cha. Con sẽ tìm cách trở về với cha mà, cha đừng có lo. Sáng mai cha cứ để con lên đường thay cha. Trong này không? Cho hỏi là có ai ở đây không? Có ai ở đây không vậy? Lạ thiệt. Chẳng lẽ mình tới nhầm chỗ? Ông là ai? Cô là con gái ông Trung phải không? Hay lắm. Vừa đúng thời điểm 3 ngày. Cô mà tới chậm một chút là cả nhà cô phải trả giá rồi. Vậy bây giờ ông giết tôi liền sao? Cha cô không nói rõ sao? Ta chỉ giao nộp cô cho mụ yêu tinh để đổi lấy tự do cho ta. Nhưng cũng may cho cô, bà yêu tinh vừa lên núi Hoa Sơn tu luyện. Vì vậy tạm thời cô cứ ở lại đây chờ mụ ta trở về. Vậy là mình vẫn chưa phải chết liền. May quá, mình vẫn còn cơ hội để bỏ trốn. Cô đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Cái gì? Đây là vòng tay phép thuật. Cô đeo nó thì sẽ không thể bỏ trốn khỏi khu rừng này. Cô hãy ngoan ngoãn ở lại đây. Cô đừng tốn công vô ích nữa. Chỉ có ta mới có thể tháo cái vòng này ra thôi. Cô cứ ở yên ở đây, còn ta sẽ vào bên trong. Cấm cô làm phiền tới ta. Còn ở bên đây có một căn phòng trống, cô muốn nghỉ ngơi thì vào đó. Ở đây thức ăn nước uống đầy đủ, cô cứ sử dụng tùy thích, không cần phải hỏi ý kiến ta.
không được. Mình không thể ngủ. Không biết là tên đó có giở trò gì không. Không biết hắn ngủ chưa nữa. Chắc là hắn ngủ say rồi. Thôi kệ, trước sau gì cũng chết. Mình phải ngủ một giấc rồi mai tính tiếp. Chưa biết khi nào mình chết, nhưng mình phải sống cho sạch sẽ và cố gắng vui vẻ nhất có thể. Chứ cứ nơm nớp lo sợ như vậy cũng chẳng giải quyết được chuyện gì hết. Trong này thật là dơ dáy quá. Chắc là cũng phải mất nhiều thời gian. Hình như ông ấy mới vừa ra đây thì phải. Có lẽ ông ấy không đáng sợ như mình nghĩ trước đây. Thôi kệ, dù là bị cầm tù ở đây nhưng vẫn được tự do đi lại, như vậy là may mắn lắm rồi. Thu Trúc, mình không thể để con mình vào chỗ chết như vậy được. Cha, 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 cha định đi đâu vậy cha? Cha phải vào rừng tìm em của các con. Cha không thể để cho nó chết thay cha được. Cha nghĩ lại rồi, làm sao nó có thể thoát khỏi tên quái thú đó được. Chắc chắn nó chỉ nói vậy cho cha yên lòng thôi. Thôi các con đừng cản cha mà. Không được đâu cha, cha đừng có đi mà, trong đó nguy hiểm lắm. Dạ em con nói đúng đó cha, đừng có vào đó. Không lẽ cha bỏ tụi con đi luôn sao? Không được, đừng có cản cha. Tụi con ở nhà bảo trọng nha. Cha, cha, à, cha đi đây mà, cha. Đừng cản cha mà, cha, cha đi đây. Cha, 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 cha.
ràng. Mình nhớ ở khu này có cái miếu quan mà. Bây giờ nó đâu rồi? Chết rồi. Ở đây cùng đường rồi. Cái miếu quan đâu? Cái miếu quan? Cái miếu quan đâu rồi? Thu Trúc ơi, cha là người đã hại con vào chỗ chết. Cha đúng là không ra gì. Cha thật là tồi tệ mà, tồi tệ quá mà. Thu Trúc ơi, cha xin lỗi, cha thật tồi tệ. Cha hại con rồi, Trúc ơi. Thu Trúc, con ơi. Cái sân dơ quá nên tôi muốn quét cho sạch sẽ. Cô muốn làm gì thì làm, không cần hỏi ý ta. Mà ở bên trong kia cũng là do cô làm đó hả? Tại tôi thấy các phòng bề bộn quá cho nên tôi dọn dẹp sắp xếp lại cho gọn gàng, không phiền ông chứ. Hay là ông có chuyện gì muốn sai tôi thì ông cứ nói đi, để tôi làm. Không cần đâu. Ở đây á, cô muốn làm việc gì thì tùy thích. Nhưng mà nhớ, đừng có tùy tiện bắt chuyện với ta. Cũng đừng có tới gần ta. Cũng đừng có quan tâm ta. Vừa mới dọn cơm xong, tôi đang tính ra gọi ông vô ăn cơm. Cô ăn một mình đi, ta không ăn. Nè. Tôi xin lỗi vì ông đã dặn là không được đụng vô người ông. Nhưng mà tôi nấu cơm không có tệ đâu, ông ăn cùng với tôi đi cho vui. Ăn đi. Từ sáng tới giờ ông có ăn cái gì đâu. Ăn một miếng thôi cũng được nha. Được rồi, nể tình cô nấu nướng cả buổi, ta sang thử một chút. Thank you.
Ông ăn cá đi nè. Đồ ăn của tôi nó không tệ đúng không? À, cảm ơn cô. Ta no rồi, ta đi trước đây. À, khoan đã. Còn nồi canh, tôi đang hâm nóng trên bếp. Đợi một chút. Nè, canh nóng ngon lắm. Ông ăn một miếng nha. Nè. Tôi đang tính nói ông là phải thổi mới ăn được. Chờ một chút. Cũng may là hồi nãy tôi nấu ăn, tôi thấy trong bếp có sẵn mật ong. Ông bỏ tay ra, tôi sức cho. Nóng mà sức mật ong, mau lành lắm. Cô thích nơi này như vậy sao? Phải, tôi thích nơi này lắm. Ở đây rất là đẹp. Tôi thích nhất là được ngắm suối. Mỗi lúc tôi buồn hay là thất vọng, tôi thích ra ngắm nhìn dòng suối chảy. Tôi có cảm giác như là nó đã cuộn trôi những nỗi buồn của tôi. Vì vậy, mỗi lần tôi ra ngắm suối thì tôi thấy mình rất là thoải mái. Còn ông thì sao? Thật sao? À, ý của tôi là ông có thích ngắm nhìn con suối chảy như thế này không? Trước đây thì ta thường hay ra những con thác để mà ngắm nước suối chảy như vậy. Nhưng mà bây giờ thì ta không còn thiết tha làm bất cứ chuyện gì cả. Tôi xin lỗi. Từ ngày mai, những lúc mà ông buồn thì ông cứ tới con suối này ngắm sẽ đỡ. Khi ông nhìn ngắm dòng nước chảy này, ông sẽ thấy thoải mái hơn đó. Tin tôi đi.
Cảm ơn ông đã cứu tôi nha. Không có ông chắc tôi bị xé xác rồi. Mà sao ông biết tôi vào rừng mà ông tới cứu tôi kịp lúc vậy? Ta không có cứu cô. Ta sợ cô bỏ trốn nên ta đi tìm bắt cô lại thôi. Lúc nào cũng thích nói ngược. Bộ ông sợ người khác biết ông là người tốt hay sao á? Làm ông đau hả? Không, cô cứ làm đi. Xong rồi đó, bây giờ ông vào trong phòng nằm nghỉ một chút đi. Tôi xứng bếp nấu miếng cháo cho ông ăn. Thôi khỏi đi, ta không có bị gì đâu mà phải ăn cháo. Nhưng ông mất rất nhiều máu, ông phải tịnh dưỡng vài ngày thì mới hồi phục được. Ta đã nói khỏi mà. Ông sao vậy? Bộ ông còn đau lắm hả? Hay là ông còn giận tôi? Có phải ông giận tôi đi vào rừng mà không nói cho ông biết không? Không phải. Vậy chứ là chuyện gì? Có chuyện gì nói cho tôi nghe được không? Ngày mai mùa yêu tinh trở về rồi. Vậy thì tốt rồi. Mấy lâu nay tôi cứ như ngồi trên đống lửa, hồi hộp lo âu, không biết lúc nào mình bị chết. Bây giờ thì tôi biết rồi. Vậy khi nào ông tính đưa tôi đi nộp mạng cho mụ ta vậy? Mụ ta muốn gặp vào giờ thìn sáng mai tại hang động của mụ ta. Hang động mụ ta ở đâu vậy? Ở gần bờ suối. Tôi biết rồi. Thôi bây giờ tôi xuống nấu cơm rồi ông ăn nha. Có chết cũng phải làm ma no chứ. Khoan đã. Ông có sao không? Cô khoan đi đã. Ta có chuyện muốn nói với cô. Thật tâm ta không hề muốn giao nộp cô cho mụ yêu tinh. Nhưng nếu không làm như vậy thì ta sẽ bị mụ ta mãi mãi khống chế trong khu rừng này. Xui rủi làm sao, ngày mai là thời hạn cuối cùng trong 3 năm giam cầm của ta. Vì vậy ta phải bắt buộc giao nộp một người cho mụ ta. Nếu không nộp ai cho mụ ta, sau ngày mai ta sẽ biến thành thú mãi mãi. Tôi hiểu mà. Nhưng mà ta không thể nhìn cô chết được.
ta không nỡ. Không sao đâu, ở đời ai mà không phải chết. Huống hồ khi bước chân tới đây, tôi đã biết trước cái gì đang đợi mình, nên tôi không sao cả. À, ông chờ tôi một chút nha. Ngày mai tôi đi rồi, tôi nhờ ông giúp tôi gửi cái này đến cho cha tôi. Cái này là tôi mang cho cha tôi, tại vì sắp tới mùa đông rồi, tôi muốn cha tôi được ấm áp trước cơn gió lạnh. À, còn cái này tôi tặng cho ông. Tặng ta sao? Tại sao? Vì mùa đông ông cũng cần được giữ ấm mà. Tôi muốn ông dù sống trong hình hài nào cũng được vui vẻ, hạnh phúc. Ông đừng ủ rũ buồn bã và bỏ quên những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống chỉ vì nỗi phiền muộn nào đó. Ông nhận đi cho tôi vui nha. Cảm ơn cô vì món quà. Còn cái áo của cha cô ta sẽ chuyển tới cho ông ấy. Cảm ơn ông. Thôi, tôi vào trong thu xếp đây. Công tâm nhìn một người tươi vui, lạc quan, yêu đời và mạnh mẽ như cô ấy đi vào chỗ chết được. Cô ấy là một người con hiếu thảo. Cô ấy xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải một kết thúc buồn bã. Còn mình, dù có sống tiếp thì cũng chưa chắc thoát khỏi hình hài xấu xí này. 3 năm qua mình chỉ biết gặm nhấm nỗi đau của mình, tập quên đi không quan tâm tới ai cả. Có lẽ đã tới lúc mình cần làm một điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc sống này. Ông đi đâu rồi mà nãy giờ tìm hoài không thấy vậy? Sắp tới giờ thìn rồi, nếu như tới trễ bộ yêu tinh sẽ trừng phạt ông ấy. Cái dòng biến mất rồi, không thể nào để ông ấy cứu mình thêm lần nào nữa. Hang của mộ yêu tinh ở gần bờ suối. Bờ suối.
trời mà ngươi vẫn không giao một hạng người nào cho ta hay sao? Ngươi quả thật là cứng đầu đó. Bà đừng nói nhiều nữa, đây là sự lựa chọn của ta. Bà cứ việc dùng phép thuật của bà đi. Được thôi, đây sẽ là lần cuối cùng ngươi còn được nói tiếng con người. Một lát nữa thôi, ngươi sẽ bị thành thú vĩnh viễn, và dĩ nhiên cơ hội trở thành hình hài con người không bao giờ còn nữa. Vĩnh biệt ngươi. Khoan đã. Nè, tại sao nào biết ta ở đây mà đến? Tôi nhớ là ông nói hang của một phù thủy ở gần con suối. Tôi cứ đi đại rồi linh tính mách bảo tôi đi vào đây thôi. Nè, ông có sao không? Đừng có lo cho ta, ta không sao cả. Ở đây nguy hiểm lắm, cô mau đi đi. Không, đi. Không đi. Đi đi. Ngươi là ai? Tại sao dám xông vào đến tận đây? Tôi chính là người mà ông ấy muốn giao nộp cho bà đây. Bà hãy buông tha cho ông ấy đi đi, tôi sẽ ở lại với bà. Không, bà không được đụng tới cô ấy. Còn cô mau đi đi. Bà cứ làm phép thuật đi, bà làm đi, ta không sợ đâu. Ta chấp nhận bị đày đọa trong kiếp công thú này rồi, để cho cô ấy được tự do. Cao thượng lắm. Nhưng mà nếu như bây giờ ta làm phép cho ngươi biến thành con thú thì không còn gì là vui cả. Ta sẽ phải khiến ngươi đau đớn quằn quại trước khi ngươi thành thú, cho ngươi nếm mùi nè.
Nàng tỉnh dậy rồi sao? Chàng là ai? Ta chính là người thú đây. Nàng không nhận ra giọng nói của ta sao? Đúng là giọng nói này rồi. Nhưng mà dốc dáng này là sao? Em đang mơ à? Không, nàng không có mơ đâu. 3 năm qua mới là cơn ác mộng kinh hoàng của ta. Nhờ của nàng mà ta đã trở lại hình hài thật sự của mình. Ta vốn là một hoàng tử. Cách đây 3 năm, ta đã đi lạc vào khu rừng này và bị mụ yêu tinh cầm tù. Trong đây. Mụ yêu tinh? Nhưng mà sao mụ ta lại cầm tù chàng? Vì mụ ta tự ái. Khi bị ta từ chối lại cầu hôn, mụ ta đã giận dữ và quá phép biến ta trở thành sinh vật nửa người nửa thú. Mụ ta đã đưa ra một lời nguyền: trong vòng 3 năm, nếu có người con gái nào thật sự yêu ta trong lúc thú xấu xí đó và tự nguyện hy sinh bản thân mình vì ta, thì lời nguyền sẽ bị quá giải và mụ ta sẽ tan biến thành mây khói. Còn ngược lại, ta sẽ phải chịu sống trong lớp thú mãi mãi. Bấy lâu nay ta mãi bị đày đọa bởi vì không có ai thật lòng yêu quý ta và sẵn sàng hy sinh thân mình vì ta như vậy. Ta cảm ơn nàng rất nhiều. Cảm ơn nàng đã không kỳ thị ghét bỏ ta. Cảm ơn nàng và cảm ơn cha nàng nữa. Nếu như ông ấy cũng bội tính giống như những kẻ khác thì chắc ta đã không được giải thoát rồi. Khoan nè, vì chuyện hoàng tử nói cha em sẽ bị trả giá nếu không quay lại chỉ là hù dọa thôi sao? Phải, ta xin lỗi. Lúc đó ta rất tuyệt vọng bởi vì đã cận kề thời hạn cuối. Sau khi ta biết cha nàng có 3 người con gái, ta đã khống chế ông ấy để cầu may. Linh tính của ta mách bảo rằng người này sẽ giúp mình thoát khỏi lời nguyền và may mắn thay, nàng đã làm được điều đó. Ta thật lòng cảm ơn cha con nàng nhiều lắm. Nhờ tấm chân tình của nàng thì lời nguyền cũng đã được quá giải. Sao ban đầu hoàng tử không kể hết sự tình cho em nghe? Như vậy biết đâu chàng sẽ mau được giải thoát hơn. Ta không được phép nói ra việc đó. Nếu để lộ bí mật này, ta sẽ chết ngay lập tức. Nàng giận ta sao? Không đâu, em thấy thương cho chàng thôi. Không ngờ chàng phải trải qua nhiều chuyện khó khăn như vậy một mình suốt từng đấy năm. Cảm ơn nàng. Bây giờ mọi thứ đã trở về như xưa. Chúng ta hãy cùng lên kinh thành ra mắt phụ vương của ta. Sau đó ta sẽ tháp tùng nàng về thăm cha nàng. Chắc ông ấy đang mong chờ nàng lắm. Hoàng tử nói ra mắt ư? Ừ, phải. Thì lúc nãy nàng nói là nàng yêu ta mà. Em ta cũng yêu nàng. Ta yêu nàng từ rất lâu rồi. Từ trước khi nàng nhận ra tình cảm của mình đối với ta. Ta không muốn bỏ lỡ một cô gái hiền dịu, nết na như nàng. Nàng có nhận lời sẽ đi cùng ta chứ? Dạ hoàng tử. Hoàng tử. Chúng ta vào. Cha ơi. Cha, con về
rồi nè cha ơi. Cha ơi. Hình như là tiếng của Thu Trúc. Cha ơi. Cha ơi. Con về rồi nè cha. Đúng là nó rồi. Cha ơi. Cha ơi, cha, con về rồi cha. Cha. Thu Trúc. Cha. Con gái của cha, Thu Trúc. Đúng là Thu Trúc. Con gái của cha nó về thiệt rồi. Con có bị sao không? Con bị thương chỗ nào? Hay là đau ở đâu không? Dạ, con không có bị hại gì hết cha. Con vẫn còn khỏe lắm cha. Thu Trúc. Đó, thấy chưa? Chị nghe thấy tiếng Thu Trúc mà. Trúc, em về rồi hả? Em về thì tốt quá. À, Thu Trúc à, em về á, hai chị sẽ vui lắm đó. Mà con về đây rồi, tên quái vật độc ác đó đâu? Hắn không hại gì con chứ? Cha có quay lại đó để tìm, mà không hiểu sao tìm hoài mà không thấy cái miếu quan. Ủa, còn người này là ai? Cha à, cha bình tĩnh lại, mình vào trong nhà đi, rồi con sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho cha và hai chị nghe. Dạ, thưa cha, chuyện là như vậy đó cha. Nói như vậy, hoàng tử đây đúng là tên ác thú xấu xa đó sao? Dạ, nhưng chàng ấy không hề xấu. Tất cả là do mụ yêu tinh độc ác đã giam cầm chàng ấy và bắt chàng ấy phải làm như vậy. Nhưng cuối cùng, chàng ấy cũng đã hy sinh bản thân mình để cứu cho con được tự do. Thật lòng con xin lỗi bác về những phiền muộn của con đã gây ra cho bác. Xin bác nhận của con một lại. Nè, xin hoàng tử đừng làm như vậy, tôi sẽ tổn thọ mất. Bác đừng gọi con là hoàng tử. Hôm nay con đến đây không phải với tư cách là hoàng tử, mà là người sẽ cầu hôn con gái của bác. Cô ấy là người tốt bụng, tử tế và hiếu thảo nhất mà con từng gặp. Nếu không có cô ấy thì con sẽ mãi sống trong lốc thú xấu xí đó rồi. Bác, bác có chấp nhận con làm con rể của bác không? Con gái ta đã đồng ý thì không có lý do gì ta phản đối cả. Con gái à, con gái, cha vui lắm. Cha cứ ngỡ đã mất con rồi, nhưng không ngờ lại có thêm một chàng rể quý khôi ngô. Nói thật, lúc trước cha hận con lắm. À, ý cha là hận tên quái thú đó. Nhưng mà bây giờ cha đã hiểu hoàn cảnh của con, nên cha không giận hờn gì con nữa đâu. Tính ra cha con ta cũng có nhân duyên với nhau đó chứ. À mà cha, hai gia nhân hôm trước đã cứu cha, cha cho người đi tìm có gặp không cha? Cha cho người tìm gặp họ bị thương nặng, nhưng rất may cha tìm được thầy giỏi cứu họ khỏe rồi. Cha đã cho họ một số vốn về quê làm ăn và đoàn tụ với gia đình, coi như đền ơn cứu mạng cha. Thu Trúc nè, chị mừng cho em lắm. May mà em đã trở về bình an, nếu không thì chị sẽ ân hận trai trước suốt đời. Sau ngày em đi, cha đau buồn quá, đâm ra bệnh nặng. Lúc đó chị phải thay em quán xuyến mọi chuyện trong ngoài. Nhờ vậy chị mới nhận ra trước kia em đã cực khổ như thế nào. Chị thật là vô tâm ích kỷ. Chị hiểu em đã vất vả ra làm sao. Chị xin lỗi em vì những lời nói trước kia không hay với em. Em đừng giận chị nha Thu Trúc. Tha lỗi cho chị nha Thu Trúc. Dạ,
Em đâu có giận gì chị đâu chị hai. Không sao đâu chị. Thu Trúc à, em cũng tha lỗi cho chị nha. Chị và chị hai á, trước giờ lúc nào cũng nghĩ là mình khôn ngoan, rồi ăn hiếp em đủ điều. Chuyện gì trong nhà, chị và chị hai cũng đùm đẩy trách nhiệm cho em. Còn bản thân hai chị thì chỉ biết xe xua ăn diện thôi. Vậy mà em cũng vui vẻ, đảm đương hết mọi việc, không oán trách nửa lời. Cũng may á, em cũng trở về được bình an. Chứ không á thì lương tâm của chị sẽ cắn rứt không yên. Em đừng buồn và giận hai chị nha. Dạ, chị hai với chị ba yên tâm đi. Hồi nào tới giờ em không có nghĩ là em sẽ buồn và giận chị hai chị ba đâu. Chị cảm ơn em. À, chị hai, cuối cùng á, một trong ba chị em mình cũng lấy được chồng hoàng tử rồi đó. Ờ ha. Tính ra hả? Bà lão mà mình gặp ở chùa nói đúng ghê á. Ừ. Chị mừng cho em lắm. Em xứng đáng được hạnh phúc mà Thu Trúc. Bây giờ ngẫm lại mới thấy trong ba chị em mình, em là người xứng đáng có chồng hoàng tử nhất á. Em là người thông minh, can đảm và hiểu chuyện nhất á. Bởi vậy cho nên cuối cùng em có được một hạnh phúc vẹn toàn như vậy nè. Chị mừng cho em lắm Thu Trúc à. Chị cũng mừng cho em lắm. Chị sẽ cố gắng noi theo em, sống có ích. Bây giờ cha thấy ba chị em con hòa thuận như vậy cha vui lắm. Con gái à. Dạ. Qua đây. Hoàng tử à, ta xin gửi gắm con gái ta cho người. Ta chúc cho hai con mãi mãi hạnh phúc. Chị chúc em hạnh phúc. Hạnh phúc nha em. Ừ. Ráng lên đi bà, ráng lên, ráng lên chút nữa được rồi, ráng lên, ráng chút nữa. Ráng cái nữa. Ráng lên chút nữa là được. Ráng lên. Hít thở sâu. Hít thở sâu đi. Hít sâu vô. Sắp được rồi cô Trân ơi. Ráng lên cô Trân. Sắp được rồi. Phải ráng lên đặng đứa bé nó ra. Lần cuối nữa thôi. Được rồi. Được rồi. Giáo chủ. Dạ. Cảm ơn bà nhiều. Dạ. Nè con. Thịt ở đâu nhiều vậy má? Của ông bá hộ cho má đó. Con ăn đi. Ờ, nè con, ăn từ từ thôi. Ngon quá à. Nè, ăn từ từ thôi. Có ai dành ăn của con đâu mà ăn nhanh dữ vậy. Coi chừng mắt nghẹn bây giờ á. Ngon quá à. Lâu lắm rồi con mới được ăn thịt lại á. Không thôi hả, con quên luôn cái mùi thịt luôn đó má.
Sao má không ăn đi? Ờ thì má ăn bên nhà ông Ba Hộ nhiều quá, má ngán thịt lắm rồi. Con cứ ăn hết đi. Vậy con ăn hết nha. Ừ. Tội nghiệp, nó đang tuổi ăn tuổi lớn mà suốt ngày cứ bắt nó ăn rau với nước mắm giống như mình thì sao con mình nó chịu nổi. Phải chi mình có nhiều tiền hơn thì đã đỡ cực rồi. Ngon quá má. Phải chi ngày nào cũng có thịt ăn như vậy thì hay biết mấy. Ăn rau hoài á, con ngán muốn chết luôn. Được rồi, má sẽ kiếm thịt cho con ăn mỗi ngày. Dạ dạ dạ. Dạ xin hỏi có ai ở nhà không? Có. Ai kiếm má kìa má? Ai mà kiếm giờ này vậy trời? Trời đánh còn thánh bữa ăn nữa mà. Cho hỏi, đây có phải là nhà của bà Hoa không? Ờ, chờ tôi một chút. Tôi là bà Hoa đây. Cậu tìm tôi có chuyện gì? À, tôi tên Sinh. Cho hỏi, bà là bà mụ đúng không? Ừ, tôi là bà mụ đây. Có chuyện gì không cậu? Trời ơi, may quá. À, nãy giờ tôi cứ sợ bà bận đi đỡ đẻ không có ở nhà. Bà tới giúp vợ tôi liền được không? Cổ đau hai hôm nay rồi mà cổ chưa có sanh được, tôi lo quá. Ờ, mà đi luôn bây giờ hả? Mà nhà cậu ở đâu? Tôi nhìn thấy cậu không có phải là người làng này. Nhà tôi tuốt ở trong rừng sâu rồi. À, mình đi liền đi, kẻ không kịp đó bà. Vợ của tôi cổ đau dữ lắm. Cái gì? Nhà cậu ở trong rừng lận hả? Trời ơi, sao cậu không nhờ những người rừng ở đó cho tiện? À, không giấu gì bà, tôi cũng có tìm vài người rồi, nhưng mà những người đó không có kinh nghiệm nhiều. Họ vừa tới nhìn vợ tôi á, thì họ nhắm không đỡ đẻ được, nên họ từ chối đi về hết trơn rồi. Nghe nói cả cái vùng này có bà là bà mụ mắt tay nhất vùng, thành thử tôi mới tìm đến tận đây nhờ bà. À, bà làm ơn ráng giúp vợ tôi nha. Thú thiệt, tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng mà thấy đường xá nó xa quá. Với lại tôi cũng mới đỡ đẻ anh ta về cả ngày nay rồi, bây giờ tôi còn mệt dữ lắm. Tôi năn nỉ bà đó bà. Bà làm ơn ráng giúp vợ tôi nha. Tôi hứa sẽ trả công cho bà gấp đôi. À không, trả gấp ba người khác. À, bà làm ơn giúp tôi nha. Tôi năn nỉ bà đó. Ờ, à, ừ, thôi được rồi. Cậu chờ tôi một chút nha. Tôi vô trong lấy đồ rồi đi với cậu. Dạ, cảm ơn bà. Nè, má đi đỡ đẻ rồi má về liền. Con cứ ăn xong rồi dọn dẹp xuống nha. Mình đi thôi bà. Má, má nhớ tranh thủ về sớm rửa chén giùm con nha má. Khoan đã. Khoan, khoan. Cậu, cậu đi cái gì mà nhanh dữ vậy? Nghỉ mệt một chút được không? Tôi mệt quá. Tôi xin lỗi bà, tôi vô ý quá. Nãy giờ mãi lo cho vợ con tôi ở nhà, cho nên tôi đi hơi nhanh. Quên mất là bà không có quen đi đường rừng. Bà uống miếng nước cho khỏe nha. À, cảm ơn cậu. Bà thấy đỡ hơn chưa? Ủa, nước này là nước gì mà vừa ngọt vừa mát vậy cậu? Mới hồi nãy tôi đang mệt, mắt tôi mờ hết luôn á. Nhìn cái gì cũng chao đảo muốn té hết. Nhưng mà vừa uống nước này vô á, thấy người mình dễ chịu hẳn. Vậy bây giờ mình đi tiếp nha bà. Ừ. Mà nhà cậu sắp tới chưa? Sắp tới rồi. Đi hết rặng cây này á là tới nhà tôi. À, thôi mình đi thôi cậu ơi. Dạ. Mình ơi mình,
Tôi đưa bà mụ về rồi nè mình. Mình ơi, coi bộ cái nhà này còn nghèo hơn nhà mình nữa, vậy mà dám hứa với mình trả gấp 3 gấp 4. Chắc hắn dụ mình tới đây thôi. Mà thôi kệ, lỡ tới rồi vô giúp người ta. Bà ơi bà, vợ tôi đang đau lắm rồi kìa, bà vô giúp vợ tôi đi. Thôi được rồi, cậu đi nấu nước nóng đi, rồi chuẩn bị cho tôi mấy cái khăn sạch nghe không? Được rồi, bà vô đi. Ráng chút nữa, ráng lên, gần được rồi. Ráng thêm một tí nữa, hít sâu vô, hít sâu vô. Rồi, ráng đi, ráng đi, sắp rồi, sắp rồi, ráng nữa đi. Hít sâu vô, đúng rồi, hít sâu vô, mạnh lên, mạnh lên. Được rồi, được rồi. Con ngoan nha, con ngoan nha. Cảm ơn bà nhiều lắm. Dạ không có gì. Bà uống miếng nước đi. Chúc mừng cậu đã sanh được quý tử nha. Vợ chồng tôi cảm ơn bà nhiều lắm. May mà bà tới kịp thời, chứ trễ một chút không biết tính mạng của vợ con tôi ra sao nữa. Vợ cậu hơi yếu, cho nên cậu ráng chăm sóc cô ấy cho kỹ một chút. Ở trong rừng này có nhiều gió, cậu nhớ phải giữ ấm cho cô ấy nghe. Với lại cho cô ấy ăn nhiều đồ bổ nữa, cho có sức khỏe. Tôi cũng tính nói chuyện này với bà. Cứ tưởng vợ tôi sinh xong á sẽ bình thường như người ta, ai dè vợ tôi yếu quá. Tôi nào giờ không có rành chăm sóc cho người khác, không biết chăm sóc vợ mới đẻ ra sao. Tôi không có kinh nghiệm đó, cho nên tôi tính nhờ bà ở lại một thời gian chăm sóc cho vợ con tôi, không biết có được không. Tôi hứa là sẽ trả công cho bà hậu hĩnh, bà không có bị thiệt đâu. Trời ơi, lấy cái gì mà trả công cho tôi? Cả cái nhà này ngó còn sập sệ hơn cái nhà của tôi nữa. Nhìn hoàn cảnh thấy cũng tội nghiệp, nhưng mà mình phải về nhà để còn kiếm tiền nuôi con mình nữa. Tôi xin lỗi cậu, nói thiệt tình đó là tôi cũng muốn ở lại giúp đỡ cho vợ con cậu lắm. Nhưng mà cậu cũng thông cảm cho, tôi vẫn còn đứa con gái ở nhà, tôi bỏ nó ở nhà một mình tôi không có yên tâm. Nếu vậy thì thôi, bà không ở lại được thì thật là tiếc quá, mà tôi đành phải chịu vậy. Mà bây giờ cũng khuya rồi, bà không thể đi ra khỏi khu rừng này được, rất là nguy hiểm. Bà ở lại nghỉ ngơi tới sáng rồi bà hãy về nha. Vậy cũng được. Bà chắc không ra khỏi khu rừng này được đâu. Đây là số bạc mà tôi gửi bà. Hai vợ chồng tôi biết ơn bà nhiều lắm. Cảm ơn bà giúp đỡ vợ chồng tôi. Dạ. Trời, trời, sao nhiều quá vậy ta? Sao nhiều dữ vậy? Không ngờ hai vợ chồng này hào phóng dữ vậy ta. Mình lại quay lại đây vậy ta?
Trời đất ơi, sao mình tìm không được đường về vậy kìa? Sao cứ quay lại đây hoài vậy ta? Ủa, bà Hoa, tôi tưởng bà về tới nhà rồi chứ. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Tôi cứ đi lòng vòng một hồi á, tôi cũng quay trở về đây hả? Thôi, bà vô nhà đi, rồi nghỉ ngơi ăn uống, rồi sáng ngày mai á, tôi sẽ đưa bà về. Chứ cũng sắp đêm rồi, đi tối nguy hiểm lắm. Hay là mình cứ ở đây một tuần trăng, giúp vợ chồng anh ta, vừa có mớ tiền lo cho con Cúc, sẵn tiện tạo cơ hội cho con gái của mình bớt làm biếng, ỷ lại có mẹ. Sao hả bà Hoa? Cậu thiệt là tốt bụng và tử tế quá. Hình như số trời đã định tôi ở lại đây, chứ từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa ra khỏi cái khu rừng này nữa. Hay là như vậy, tôi sẽ ở một tuần trăng nữa để làm việc nhà giúp cậu, giúp giữ con cho cô cậu. Khi nào cậu mướn được người khác thì tôi sẽ về. Cậu thấy được không? Vậy thì hay quá. Trời ơi, tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Thôi, bà vô nhà nhé. Cô á, phải thường xuyên đem em bé ra phơi nắng sớm vậy nó mới tốt. Dạ. Tôi có chuyện này muốn hỏi cô. Sao thấy con cô nó cứ nhắm mắt hoài hả? Năm ngày nay rồi, lạ ghê. Hôm nay là ngày thứ năm rồi mà nó vẫn nhắm mắt vậy á. Tôi cũng thấy mệt quá, tôi xin phép. Tôi bế con vô nghỉ ngơi. Ủa mình, mình đang phơi nắng cho con mà, sao lại vô? Em mệt quá. Nè cậu, chuyện này á, tôi cũng không biết nên nói với cậu không. Có chuyện gì vậy bà? Thường á, tôi thấy mấy đứa nhỏ mà sinh ra thì khoảng 2-3 ngày là nó mở mắt hà. Mà sao thằng con của cậu á, nó cứ nhắm mắt mà nay 5 ngày chưa hé ra một lần nào hết. Mà tôi đang lo, sợ lỡ nó có gì đó. Vậy hả? Tôi cũng không rành lắm. Tôi cứ tưởng là đứa nhỏ nào nó cũng vậy chứ. Không, không có đứa nhỏ nào vậy hết á. Hay là nó có chuyện gì rồi, đưa nó đi thầy Lang đi. Không cần đâu bà. Tôi có thuốc gia truyền trị về mắt nè. Vậy hả? Bà cứ sức thử, nếu như không khỏi á thì hãy đưa đi thầy Lang. Vậy hả? Bà nhớ là mỗi ngày sức cho nó 3 lần, sáng, trưa, chiều. Mỗi lần bà thoa một ít thôi, không cần nhiều đâu. Chắc tới tối là con tôi mở mắt bình thường thôi. Bà đừng có lo quá. Trời, thuốc này hay dữ vậy hả cậu? Chỉ cần mình thoa ngoài mắt rồi nó mở mắt, nó sáng lên vậy hả? Dạ đúng rồi, thuốc này là thuốc gia truyền từ đời ông cố nội tôi để lại đó. Dạ. Mà bà nè, cái thuốc này á, nó cũng có điều dở là chỉ sử dụng cho con nít thôi, chứ người lớn không có tác dụng gì đâu. Mà ngược lại nó còn độc hại nữa. Bà nhớ nha. Dạ. Mỗi ngày sức cho con tôi 3 lần, sáng, trưa, chiều. Dùng xong rồi bà đưa lại cho vợ tôi. Dạ. Bà nhớ kỹ lời tôi dặn á. Bà ráng giúp vợ tôi nha. Dạ cậu. Tâm sự nhờ bà, vợ tôi còn yếu lắm. Tôi đi đây. Tôi biết rồi, cậu cứ đi làm đi. Dạ. Bà Hoa ơi, bà Hoa. Có chuyện gì vậy cô Ngọc? Bà giữ cô Tí giùm tôi, tôi ra ngoài có chuyện chút xíu. Được rồi, để đó cho tôi. Bà Hoa ơi, bà Hoa. Có chuyện gì vậy cô Ngọc? Bà giữ cô Tí giùm tôi ra ngoài có chuyện chút xíu. Được rồi, để đó cho tôi.
Hồi sáng á, mình có bôi thuốc cho nó rồi. Hồi trưa mình cũng bôi rồi. Giờ chắc mình bôi thêm lần nữa chắc được á. Trời ơi, thuốc gì mà hay dữ vậy? Mới bôi đúng 3 lần mà mắt nó mở rồi nè. Mắt mình dạo này cũng kèm nhèm quá chừng, cứ chạng vạng tối á là nhìn không có rõ nữa. Không biết có dùng được không ta. Nhưng mà không được. Cậu xin có dặn là thuốc này chỉ có tác dụng với em bé thôi, không có tác dụng với người lớn. Mà thôi, mình sức thử coi. Được thì tốt, không được thì thôi, đâu có chết gì đâu trời. Đúng là thuốc tiên mà. Sao mình nhìn cái gì nó cũng rõ hết vậy? Mình có cảm giác mắt mình nó sáng hơn. Trời, nhìn được thuốc đằng xa kia luôn á chứ. Lạ ta. Đúng là thuốc tiên mà. Đây có cái hang vậy ta? Hồi nãy tới giờ mình không có nhìn thấy. Hay là mình vô dợm chút rồi ra liền chắc không sao đâu ha. Vậy mình có lấy đi một mớ chắc cũng không ai biết đâu.
Lấy nhiều là đủ rồi, nồi nhiều cũng không ăn hết nữa. Bà Hoa, không ngờ tại sao tới bây giờ mình mới tìm thấy cái căn hầm đó ta. Rõ ràng mấy hôm trước mình cũng đi ngang mà mình có thấy gì đâu. À, hay là do cái thuốc mà mình đã sức vô mắt, cho nên bây giờ mắt mình sáng hơn, bởi vậy mình mới thấy được cái căn hầm đó. Vợ chồng này giàu có hơn cả vua chúa luôn, vậy mà làm bộ giả nghèo giả khổ, trả cho mình có bao nhiêu. Hôm trước mình còn tưởng họ hào phóng rộng rãi nữa chứ. Bà Hoa. Ủa, ủa, có chuyện gì hả bà? Không có, không có gì hết. Dạ, chắc là tôi đi lượm củi, tôi chẻ củi xong rồi tay tôi nó mỏi, run vậy á. Vậy chắc chút tôi sức dầu hết hả cậu? Bà đi lượm củi ở đâu? Dạ thì ở cánh rừng sau nhà mình á. Khu rừng phía sau nhà hả? À, tại lúc đó cơm gần chín mà hết củi rồi, cho nên tôi mới chạy ra đó tôi lấy. Chắc không sao hả cậu? À không sao. Nhưng mà từ giờ sao bà đừng có ra đó nữa. Ngoài đó nhiều rắn lắm, ra ngoài đó có chừng rắn cắn bà đó. Lần sau mấy cái việc nặng nhọc này á, bà cứ để tôi về tôi làm cho. Bà cứ tập trung lo cơm nước, phụ vợ tôi chăm thằng Tí là được rồi. Dạ, tôi nhớ rồi. À, mà nè cậu, thuốc mà cậu đưa cho tôi á, tôi sức cho thằng Tí, mắt nó mở ra rồi. Trời ơi, nhìn nó thấy ghét lắm cậu ơi. Vậy hả? Dạ. Bây giờ nó còn ngủ hay sao bà? Dạ, đang ở trong đó đó, hình như còn ngủ. À, mà chai thuốc của tôi đâu rồi? Dạ, tôi đưa cho vợ cậu rồi. À, cảm ơn bà. Dạ. Ngày mai là tròn một tuần trăng tôi ở đây rồi, cho nên tôi xin phép làm hết hôm nay. Mai tôi phải về, sợ đi lâu quá con gái tôi nó trông. Bà không ở thêm được sao? Có bà đỡ đần việc nhà giữ cô Tí tôi cũng yên tâm lắm. Bây giờ tìm đâu ra người làm thật thà như vậy? Cô thông cảm. Hôm trước tôi cũng có nói trước là tôi chỉ ở lại một tuần trăng thôi, chứ không có ở lâu hơn được. Tôi còn phải về mần công chuyện rồi lo cho con gái tôi nữa. Nó lớn vậy chứ nó khờ khạo dữ lắm, chỉ biết ăn với ngủ, chẳng làm được việc gì ra hồn hết. Dạ lại tôi thấy cô đây cũng đã khỏe rồi, với lại thằng Tí nó cũng ngoan, đêm không còn khóc quấy nữa. Nhưng mà... Thôi mình, nếu như bà Hoa muốn về thì mình cố giữ cũng không được đâu. Tôi thấy mình cũng khỏe nhiều rồi, không có người thì nếu không có việc thì tôi sẽ ở nhà nhiều hơn để phụ mình chăm thằng Tí. Thôi đành chịu vậy thôi, chứ biết sao giờ. Nhưng mà em cũng thấy hơi tiếc. Anh cũng tiếc, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Vậy là làm hết hôm nay, ngày mai bà phải về đúng không? Dạ, mong cậu thông cảm nghe. Đây là 100 lượng bạc tôi trả công cho bà trong thời gian qua đã giúp vợ chồng tôi. 100 lượng bạc? 100 lượng bạc không có nhiều gì đâu, bà đừng có ngại. Bao nhiêu đây hoàn toàn xứng đáng với ba công sức mà bà bỏ ra. Bà cứ nhận đi. Cảm ơn cậu nghe. Cậu thiệt là rộng rãi, nếu mà không bận việc á thì tôi ở đây luôn. Em vô trong dỗ con nha mình. Bà yên tâm đi, ngày mai bà về tôi sẽ đưa bà ra bìa rừng. Dạ cảm ơn nghe. Nó có cả một kho bạc, kho châu báu,
Vậy mà nó cho mình có 100 lượng bạc. Mình cứ tưởng đâu nó sẽ cho mình ít thỏi vàng chứ. Đúng là cái đồ keo kiệt, bủng xỉn. Cũng may mình đã nhanh tay lấy một mớ rồi, chứ không thôi là tức chết. Trời, trời ơi trời, không có mình ở nhà, nó để nhà cửa bày hầy dơ dái vậy nè. Thì con gái của mình, trời ơi Cúc ơi là Cúc, con gái gì mà giờ này còn ngủ nữa. Dậy coi, trưa trật rồi. Dậy. Má, má, má về rồi hả má? Sao má bỏ con đi lâu dữ vậy? Bây giờ má mới về lận, má không thương con nữa hả? Má bỏ con đi, con ở nhà con đói bụng muốn chết luôn. Nè, nín, nín, coi cái gì đi nè. Hả? Trời, cái này là sao hả má? Là của mình chứ sao? Của mình hả má? Đúng rồi, má con mình giàu to rồi con ơi. Má con mình giàu rồi. Trời ơi. Nè coi. Trời ơi, lần đầu tiên mà con thấy cái này luôn đó má. Cái này mới hợp với con nè. Đẹp. Má hả? Con thấy cái này hợp với má nè. Đây, cái nào để con đeo thử cho má nha. Đâu đây mua giải đây. Ba coi đi con. Dạ. Giải đẹp, giải mới lắm đó. Nè con. Dạ. Giải đẹp quá hà. Mua may đồ mới đi con. Ủa, mình mới may đồ mới hôm qua mà má. Trời ơi, mình giàu mà con. Cứ may nữa đi. Ha. Giờ mình lựa nó đi. Dạ, cô lựa đi. Con coi, cái này đẹp. Cái này hợp với má nè. Hợp với má đúng không? Đúng rồi. Con lấy cái đó. Lấy cái màu xanh. Đúng rồi, lấy luôn cho má. Còn cái màu gì nữa không nè? Thôi, con thấy màu này đẹp hơn nè. Ui, cái đó không có đẹp đâu. Đẹp mà. Nhiêu tiền? 5 đồng. Thôi bỏ lại, lấy nhiều đó được rồi. Nhiêu? 5 đồng. Đi. Dạ má. Ủa má, khoai nè, mua về ăn đi má. Bây giờ mình giàu rồi, ăn khoai gì nữa hả con? Người ta coi thường á, ăn thịt, ăn cá, ăn mắm, đi ăn khoai. Dạ. Đi thôi. Chị, coi rau nè, rau của em tươi lắm. Rau tươi không? Nè thấy không, rau mới nhổ sáng nay tươi lắm luôn á. Rau gì sao héo quá vậy? Trời này nhìn sao mà héo vậy trời. Trời đất ơi, ăn rau là ăn phải xanh tươi mơn mởn, chứ ăn cái này không ăn đâu. Trời, rau này người ta mới hái sáng nay luôn mà chị, sao héo? Tụi nó héo là héo. Trời, nó tươi xanh vậy sao kêu héo? Bán gì ạ? Ui, có phải hai mẹ con bà qua gần nhà của bà không? Bà chứ ai mà không biết á. Bà làm cái gì mà giàu có dữ lắm, tiền tiêu á thì như nước. Mà nghe nói á hả, giờ á bỏ luôn người bà mụ rồi. Trời đất, mới giàu có một tí mà bày đặt làm phách vậy hả? Ủa, tôi nhớ lúc trước bà còn nghèo, đi dây khắp cùng xóm, mà bây giờ bày đặt ra vẻ như vậy. Bà chờ đi, cái kiểu này á sớm muộn gì cũng lụng bại thôi hả? Nhìn cái kiểu là thấy không ưa rồi á. Cho tôi hỏi, ở đây cái món gì mà người ta ghét nhất? Dạ. Cái này. Ơi, cái này. Sao ghét mà má mua? Trời, con không hiểu ý má. Người ta đã ghét mình rồi, mình đeo lên cho người ta ghét nữa cho nó vui. Nói vô cho má. Nói chuyện ra là thấy ghét à? Phách lối, không có coi ai ra gì hết trơn á. Lúc trước á bà biết không, hai mẹ con á mà tới đây mua đồ, mua toàn là đồ héo, đồ rẻ nhất mới mua thôi. Hồi nãy mới tới đây nè, cái rau của tôi á bà nhìn đi, nó tươi xanh như vậy nè, mới hái sáng nay, vậy mà chê lên chê xuống rồi bỏ đi, không mua. Còn nữa, người ta đau bụng để gần chết, tới nhà bà năn nỉ ỉ ôi, mà bà không thèm quan tâm, không để ý luôn. Vậy luôn? Bởi vậy không biết á vào tới cỡ nào mà ghê vậy. Cái gì vậy má? Tức. Má tức cái gì? Bộ má tức cái chuyện mà còn với má nói chuyện móc họng mấy bà ngoài chợ hả? Tào lao không hả? Má tức chi mấy cái chuyện đó. Má tức là bởi vì hồi trước á má lấy ít vàng quá. Phải chị má tha một chút. Của cải dù có nhiều tới mấy á, mà ngồi ăn không cũng hết.
Con không nghe cái câu ăn ở không nuốt cũng lỡ hả? Huống chi cái miệng con ăn gấp mấy lần người ta. Má này, má nói con gái của má vậy hả? Chứ không đúng sao? Mà hả, nói đi cũng phải nói lại. Lúc đó tại má run quá, lúc đó sợ muốn chết luôn vậy đó. Lại có bà vợ ở nhà nữa, cho nên đâu có dám mà lấy nhiều. Phải chi á, giờ có cơ hội quay lại đó, má sẽ lấy hết. Như vậy thì hai mẹ con mình có thể sống dư giả dương giả, giống như vua chúa ở trong triều tới cuối đời, mà không cần phải lo lắng gì hết. Ủa, con tưởng lương tâm của má cũng cắn rứt chút đỉnh chứ. Cắn gì mà cắn, đứng trước một đống vàng bạc đó, lương tâm nó còn ở đâu mà cản nữa. Nó làm cho người mình tham lam cứ nổi lên. Mà với lại, cái kho báu đó cũng đâu phải của hai vợ chồng họ đâu, nên có lấy thêm một chút cũng có sao đâu. Từ đầu là má đã nghi ngờ họ không phải là người bình thường. Ai đời gì mà ở tuốt ở trong rừng sâu, không có một bóng người qua lại. Mà ông chồng á thì làm tiều phu, mà hai vợ chồng lại có một đống của cải như vậy, thiệt là vô lý, đúng không con? Hay là ngày mai má quay lại đó đi, rồi má cho con theo với. Ơi, má mà nhớ đường tới đó thì má đã đi 8 đời rồi, nói gì con nhắc. Ủa, bộ đường đi khó lắm hả má? Ừ, đường nó lắc léo khó đi dữ lắm. Trời ơi, má đi lạc cả ngày trời ở trong đó, tìm hoài đường đâu có ra được đâu. Má chỉ mơ ước gì có ai dẫn đường mình đi vô được tới đó thì hay biết mấy. Ủa, ai sao giống cậu xinh quá vậy ta? Trời, mới hôm qua mình mới ước, hôm nay lại nhìn thấy rồi. Trời, chẳng lẽ linh thiêng dữ vậy ta? Cậu xinh. Trời, đúng là cậu xinh rồi, may quá. Ủa, sao cậu nhìn tôi thấy lạ quá vậy, mà ngạc nhiên dữ vậy? Bà quá, tại vì tôi thấy nhìn bà hơi lạ. Cô Ngọc với cô Tí có khỏe không cậu? Dạ con tôi khỏe, cảm ơn bà. Cậu xin nè, lần trước cậu có nói là lúc nào tôi muốn quay lại thì vợ chồng cậu cũng sẵn sàng đón tiếp đúng không? Dạ đúng rồi. Mấy hôm nay á, tôi cũng đang rảnh rỗi, hay là tôi theo cậu về đó, tôi làm tiếp cho cậu nghe. Được không cậu? Dạ được. Vậy thì bà về sửa soạn đi, vợ tôi sắp tới cũng lu bu nhiều việc, nếu có bà chăm cô Tí á thì thật là tốt. Sớm mai chúng ta gặp nhau ở bìa rừng chỗ cũ nha. Dạ. Cậu tôi nói nè, tôi có thể dẫn theo con gái tôi được không? Có mình nó, bỏ nó nhà mình tôi không yên tâm. Hôm trước cậu cũng có nói để nó theo cùng cho tiện mà. Dạ được, bà cứ dẫn cô ấy theo. Dạ. Sáng mai chúng ta gặp nhau giờ mão, đi sớm cho đỡ nắng. Dạ dạ, cảm ơn cậu nghe. Để tôi về tôi sửa soạn cho kịp để theo cậu. Dạ, chào bà, ngày mai gặp. Dạ. Bà có mệt không? Uống miếng nước đi cho khỏe. Trời ơi, đã khác gì đâu luôn á má. Con này, gái đứa gì mà hấp tấp hả? Sao má la con? Con khát nước mà. Con mệt, muốn mở con mắt luôn à. Ủa mà má, tự nhiên con uống nước này vô á, trong người con khỏe hẳn luôn má. Nếu hết mệt rồi, mình đi tiếp nha. Nhà tôi cũng sắp tới rồi. Dạ. Mình ơi, Mình ra đây đi. Gì vậy Minh? Minh,
Trời ơi, cô Ngọc khỏe không? Trời, lâu quá mới gặp cô á. Cô khỏe không? Dạ tôi khỏe. Trời, thằng Tí đây đó hả? Này nó lớn quá, cho tôi ẩm Tí nghe. Hét ghê vậy hả? Bà Hoa, lâu quá rồi tôi mới gặp bà. Còn đây là đây là con gái của tôi. Nó tên Cúc. Chào, chào cô Ngọc đi con. Dạ, chào cô. Chắc hai mẹ con đi đường xa mệt rồi hả? Giờ ngồi nghỉ ngơi đi, tôi đi vô lấy nước cho hai mẹ con uống. Không cần đâu, để tôi lấy được rồi. Làm sao mà được, bà đang bồng cô Tí mà. Để tôi lấy cho. Để anh phụ mình. Hai mẹ con bà ngồi chơi nha. Dạ. Ngoan nha con. Vô thôi con. Con có thấy cửa hàng nào đâu mà vô. Đi theo má. Đi theo má. Trời má, quá trời vàng bạc luôn kìa má. Thì đó, má nói với con rồi đó. Giờ con có tin chưa? Vậy là mình không có nằm mơ đúng không má? Thiệt đúng không má? Vàng thiệt đúng không má? Ui nha, sao má đánh con? Má đánh để cho con biết đây là hiện tại chứ không có mơ. Vậy là thiệt rồi má, vậy là thiệt rồi má. Má đi qua đi. Trời ơi, trời ơi, vàng thiệt nè má. Trời ơi, ai mà đi cài nữa, hút vô, nhanh lên. Dạ dạ. Mở cái hộp cho má, để lên. Con ơi, hai người đừng dùng dãy vô ích nữa. Hai vợ chồng cô làm cái gì tôi vậy? Mau, mau thả hai mẹ con tôi ra. Chồng tôi đã dùng phép thuật, mẹ con bà không thoát được đâu. Tôi biết lỗi rồi. Thì bắt quá tôi trả lại củ cải cho hai vợ chồng cậu. Và cả số vàng mà bà lấy lần trước chứ. Và cả thuốc thần mà bà bôi lên mắt. Cậu biết hết rồi hả? Vậy sao đợt đó cậu không nói gì hết? Vì lúc đó tôi cũng không biết. Thời gian ở đây bà rất giỏi che đậy, nhưng lần gặp nhau ở chợ tôi đã dùng thuật ẩn thân. Vậy mà bà vẫn nhìn thấy tôi, thì tôi biết ngay là bà đã bôi thuốc thần lên mắt rồi. Tôi xin lỗi. Thì tại vì thật sự lúc đó tôi tưởng nó là thuốc bình thường nên tôi bôi thử thôi. Tại vì mắt tôi nó cũng hơi yếu nên tôi tính xài thử. Tôi đâu có biết đó là thuốc thần đâu. Tôi cũng đoán như vậy. Chuyện đó tôi có thể hiểu và thông cảm cho bà, nhưng tội trộm cắp hai lần thì không thể tha thứ được. Cậu ơi, cậu tha thứ cho tôi đi mà. Tôi đâu có cố ý lấy đâu. Tôi đã nghi bà là không trung thực, cho nên tôi đã tìm hiểu về bà. Thật trùng hợp làm sao, khi trở về nhà bà bỗng giàu lên nhanh chóng mà không cần làm gì hết. Vì thế tôi đã tương kế tự kế đưa bà về đây, và có bạn với vợ tôi tạm lánh mặt. Tôi cứ thầm mong là mình nghi ngờ sai về bà, nhưng thật không ngờ bà tham lam và xấu xa như vậy. Vợ chồng tôi thất vọng về bà lắm. Tham lam thì sao chứ? Thử hỏi có ai thấy nhiêu đó vàng mà không nổi lòng tham không? Mà chắc gì vàng đó là của vợ chồng cậu. Hai người cũng vậy nè, làm gì mà có số vàng lớn như vậy.
À, chắc là cũng đi cướp của người ta đúng không? Bà nói đúng. Tất cả số châu báu vàng bạc đó không phải là của vợ chồng tôi. Đó, tôi biết ngay mà. Nhưng mà chúng thuộc về của Sơn Thần cai quản vùng đất này. Cái gì? Sơn Thần? Nói gì? Của Sơn Thần hả? Phải. Vậy hai người là ai? Vợ chồng tôi là Thỏ, tu thành tiên, được ngài tin tưởng giao trọng trách bảo vệ kho báu này. Bà có biết lấy trợ của Sơn Thần là tội lớn lắm không? Tôi xin lỗi cậu. Cậu hãy bỏ qua cho tôi đi. Tôi thật sự tôi không biết. Thiệt tình tôi không biết. Nếu mà tôi biết cái đó, đó là của cải của Sơn Thần, thì tôi không có dám đụng vô đâu. Trong chuyện này tôi cũng có lỗi một phần, vì tôi quá tin tưởng bà. Tôi cứ tưởng nước phép cho bà uống trước khi tới đây sẽ che mắt được bà, bà sẽ không thấy được căn hầm bí mật đó. Nhưng thật không ngờ bà lại lấy thuốc thần bôi lên mắt để mà phát hiện ra kho báu này. Đó là nước phép hả? Hèn gì. Lần trộm trước có phần lỗi của tôi, tôi có thể chấp nhận. Nhưng mà bà dám quay trở lại đây để ăn trộm lần thứ hai thì không thể tha thứ được. Đã vậy, bà và con gái của bà sống phung phí ỷ lại trên số tiền bà cướp được của người khác, nội nàng hống hách ỷ lại giàu có không có ai ra gì. Sự thiệt thà chân chất và tốt bụng của bà đã mất đi khi bà giàu có. Mẹ con bà sẽ bị trừng phạt vì tội tham lam đó. Tôi lại cậu. Cậu ơi, tất cả là do tôi tham lam. Của cải làm tôi mờ mắt. Tất cả là lỗi tại tôi. Tôi biết lỗi rồi. Cô cậu muốn trừng phạt gì á thì trừng phạt một mình tôi thôi. Xin hãy tha cho con gái của tôi đi. Nó còn nhỏ dại, nó không biết gì hết á. Tất cả những cái chuyện đó là tôi xúi nó. Mà nói con gái của bà vô tội sao? Vậy cô ta cột dây lên cây để làm gì? Có phải đánh dấu để quay trở về hay không? Không phải mẹ con bà đã suy tính rất kỹ càng trước khi trở lại đây để cướp vàng sao? Mà đừng gian xin vô ích nữa. Con không muốn chết đâu má ơi. Con không muốn chết đâu má. Con muốn chết đâu. Tôi lại cậu. Lại cô cậu, xin hãy tha cho con gái tôi đi. Tôi hứa là không bao giờ tôi dám tái phạm. Tôi sẽ không bao giờ dám dòm ngó của cải của ai nữa hết. Xin hãy niệm tình. Đêm đó tôi đã vất vả đi theo cậu băng rừng lội suối đi tới đây, đã giúp cho cô được sanh nở mẹ tròn con vuông. Không được, bà đã phạm lỗi thì tôi phải trừng phạt thích đáng. Mình ơi, bà ấy nói đúng. Dù sao em và cô Tí cũng mang ơn bà ấy. Mình có thể nhẹ tay với mẹ con của bà ấy được không? Thôi được rồi, vì cái ơn trước kia nên tôi sẽ không lấy mạng của hai mẹ con bà. Nhưng tội trộm cắp của hai mẹ con bà thì không thể bỏ qua. Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì không thuộc về mẹ con bà, và tôi sẽ xóa ký ức mẹ con bà. Sao tự nhiên nhức đầu quá vậy ta? Gì vậy cả? Ơi, bạc ở đâu vậy nè? Ủa, trời ơi, quá trời bạc vậy. Bạc ở đâu ra? Sao mình không nhớ gì hết trơn vậy ta?
này vậy 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 cho má hỏi cái này coi. Cái gì vậy má? Con có biết ai để túi bạc trong nhà mình không? Trời ơi, làm sao con biết được má? Trời ơi, dậy đi mà Cúc, trưa rồi con. Trời ơi, còn sớm mà, má kêu con dậy làm chi vậy? Để con ngủ miếng. Ngày nào cũng vậy mà giờ má kêu con hoài. Ủa, sao mình thấy cảnh này quen quá ta? Giống như là cảnh này đã xảy ra rồi á. Con Cúc ngày nào mà nó không ngủ nướng. Rồi cái mình nấu cơm, mình mới kêu nó dậy nó ăn mà ta. Bà ơi, bà Hoa ơi. Ơi, bà có nhà không vậy? Có chuyện gì vậy? Chị gái tôi á, bắt đầu bụng đẻ. Giờ bà Hoa liền giúp tôi được không? Được rồi, chị đi về đi, rồi tôi qua liền. Rồi rồi rồi, bà Hoa liền giúp tôi rồi, nha. Rồi rồi. Nè, dậy, dậy đi, trưa trời trưa trật rồi. Trời ơi, thiệt tình à, ai nó đẻ con gái mà được nhờ đâu. Suốt ngày làm tôi làm mọi cho nó không à. Con gái con đứa 18 tuổi đầu rồi, cái gì cũng vụng về hết á. Đúng là số tôi số khổ mà. Má đi đỡ đẻ đó. Má, má, má ơi má. Má không về. Bà không vào ơi. Ê, bà không vào. Con Tư là hả? Tao tôi không vào nào mày, tôi giả mặt mày ơi mày. Kêu kỳ cục vậy? Ừ, rồi quên, tại thấy vào mà không vào nên kêu. Thôi nghe. Nói nghe nè. Vậy. Chồng bà đó đi bắt cá về chưa? Tại biết sao không? Bà chủ của tôi á, bà thèm cá tươi nên tôi phải chạy qua bên đây nè, tôi coi có cá tươi không đem về cho bà ăn. Bà thèm mà không có là chết với bà liền á. Chồng tao đi câu cá ngoài biển khơi, có câu được con cá nào á thì đem thẳng ra mà chợ bán luôn, không có cá dư đâu mà đem về nhà này, hiểu chưa? Ủa, vậy là câu xong là đem ra chợ bán luôn chứ không bán đây hả? Chết rồi, không có được. Đem ra bán luôn á là ở đây không có cá tươi cho bà chủ ăn, là bà chủ la chết luôn á. Mà đúng rồi, bây giờ bà vào bà thèm ăn cá tươi thì bây giờ bà phải đi thôi. Bà tao nói vào có khác mà, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, cũng may á nha. May là bà thèm ăn cá tươi á, chứ bà mà muốn hả quần áo mà lụa lạ là tôi cực lắm á, phải chạy tuốt lên trên kinh thành đó, rồi vô cái làng mà người ta dệt tơ lụa đó, là kiếm cái lụa nào mà đẹp nhất mới đem về bà mới chịu mặc đó, chứ còn mặc giải như bà không có chịu mặc đâu. Bây giờ người ta giàu, người ta thích ăn ngon mặc đẹp, tôi mà có tiền là tôi cũng vậy thôi à. Đúng rồi. Nghĩ cũng buồn ha, tự nhiên sao á cha mẹ đặt tên giàu mà mình nghèo cái gì ta. Thôi vậy ráng giàu lên đi, chứ tự nhiên nghèo hoài thấy cũng kỳ quá. Lấy gì ra tiền? Lấy cái gì ra tiền? Thôi đi ra lấy cá tươi đây nè. Hận cái tên giàu, tên giàu nhà thì như vậy nè, gặp cái chồng nữa khờ ơi là khờ, không biết chừng nào thoát khỏi được kiếp nghèo. Lần này mà không dính nữa là đi về á. Cũng được một con. Ai cha. Cuối cùng cũng được một con. Đi về. Ông lão ơi, xem ông hãy thả tôi về dưới biển. Ông lão ơi, ông lão. Ông lão ơi. Ai kêu tôi đó? Hả? Tôi đây. Tôi là ai? Tôi là cá vàng nè. Ông lão. Cá vàng. Cá vàng là. Ông lão. Cá vàng. Nãy giờ cá vàng nói chuyện với tôi đó hả? Ngộ hè. Sao con cá lại biết nói tiếng người hè? Tôi là thái tử với Long Cung. Tôi hóa thân thành cá vàng để vào chơi. Không may mắc phải lưới câu của ông. Ông hãy thả tôi ra đi. Tôi sẽ đền ơn cho ông. Long Cung lên đây chơi hả? Rồi. Được rồi. Bề gì cũng không có nhiều thịt. Thôi. Thả ông về ha. Đi mạnh giỏi nha. Ừ.
Tôi cảm ơn ông. Khi nào ông cần gì, ông hãy ra đây tìm tôi. Tôi sẽ sẵn sàng giúp ông. Ông Lão. Thôi, ơn nghĩa gì. Đi mạnh giỏi là được rồi. Vậy ha. Giáo viên, có cơm rồi hen. Bụng bụng quá. Nay có câu được cá không? Không. Không câu được cá sao đi tới giờ mới về? Thì tại sao không câu được cá? Thì biển động. Làm cái nghề của mình thì có bữa câu được, bữa không câu được là cái chuyện bình thường mà. Sao hôm nay cái mặt của bà mắc cái gì mà khó đăm đăm vậy? Tối ngày câu được con cá nào là đem ra ngoài chợ bán. Vợ ở nhà vợ thì bán cá nướng mà không được đó là sao? Trời đất ơi. Tôi nói mùa này biển động, câu cá có được có mấy con không đủ đổi gạo nó lấy cá đâu cho bà ăn. Nhưng mà tôi thèm ăn cá, ăn rau mà tôi không ăn nữa đâu. Vậy thôi được rồi, bữa sau tôi chừa lại mấy con cho bà, được chưa? Làm gì thế ghê. Nè, ăn được đâu mà ăn. Nè. Có chuyện này tôi kể bà nghe vui lắm. Thiệt ra đó, hồi nãy tôi có câu được một con cá vàng. Rồi đâu? Thả rồi. Ông nghĩ sao vậy? Ông câu được con cá vàng mà ông thả, ông đem về cho tôi ăn. Từ từ để tôi kể bà nghe, cái chuyện này ngộ lắm. Sao ngộ? Con cá vàng mà tôi nói đó, nó biết nói tiếng người. Ngộ chưa? Nó nói với tôi á, nó là gì? Thái tử Lâm Dương. Nó đang bơi đi chơi cái tự nhiên dính vô cầu của tôi, tôi móc nó lên. Cái nó nói... Mà nó nói ông sao? Hả? Thì nó nói mình thả nó đi. Rồi mai mốt có dịp nó đền ơn cho mình. Cái tôi mới nói thôi ơn nghĩa gì. Lỡ rồi móc vô cá vàng nói vậy thôi tôi thả cá vàng về. Rồi tôi còn nói đi mạnh giỏi nghe. Trời ơi ông già ơi, ông già ơi, ông già ơi. Trời ơi, tại sao tôi lấy ông hả? Ông giàu ơi, dịp nào hả? Dịp nào để cho nó đền ơn mà phải liền bây giờ. Cái tại sao đợi dịp nào là sao? Thì đợi mai mốt rồi mình gặp rồi mình nói không ăn không uống gì hết, bỏ gì hết, không ăn không uống gì hết. Dẹp. Trời. Đi liền cho tôi. Ông đi liền cho tôi. Ông đi ra gặp con cá vàng. Ông nói cá vàng là ông không cần đền ơn nhưng mà tôi cần, ông hiểu không? Giờ tôi thả nó xuống biển rồi, nó lặn mất tâm rồi. Ông lấy chạy đâu ngoài biển, trả liền cho tôi. Ông la lên cá vàng ơi, vợ tôi cần đền ơn, vợ tôi cần có một hạt đầy gạo lẻ lên. Nhưng mà... Hết gạo ăn rồi, đi lẻ lên cho tôi. Ông có học gạo, ông đừng có về. Ôi, bà ơi là bà. Công gì đâu mà ngu ơi là ngu vậy đó. Cá vàng ơi là cá vàng. Mà thầy học ác. Biển cá thì bao la, con cá vàng thì có một chút xíu à. Nhưng mà bắt mình ra đi kiếm cho bằng được, biết đường đâu mà kiếm giờ. Cá vàng ơi là cá vàng. Thật ra ta cũng không muốn làm phiền cá vàng chi. Gia cảnh của lão thì không có được khá giả, thử thấy bà đòi hỏi cũng không có gì quả đáng. Nếu biết là không được cái gì rồi, mà lão cũng ráng đi cho bà vợ của lão vui. Thật ra ta buồn quá nên ra đây tâm sự với cá vàng chơi vậy thôi. Chứ thật ra ta cũng không muốn làm phiền cá vàng làm gì. Giúp người ta rồi mà ai mà đi yêu cầu người ta báo đáp chi, kỳ lắm. Hả? Người là ai vậy? Ta chính là con cá vàng mà ông lão đã thả ta về dưới biển. Cá vàng là ngươi? Đúng. Ủa mà sao không giống con cá vàng vậy? Lão đã quên rồi sao? Ta đã từng nói với lão, ta chính là thái tử dưới Long Cung.
À, đúng rồi, hôm qua con cá vàng có nói cái vụ này nè. À, thì ra đây là cá vàng thiệt rồi. Chào cá vàng. Ta đã nghe hết tâm sự của lão và ta sẽ làm theo lời nguyện của vợ lão. Ủa, vậy là sao cá vàng? Bây giờ lão hãy về nhà đi, cái khạp gạo trong nhà lão đã đầy rồi đó. Vậy hả cá vàng? Trời ơi, vì đa tạ cá vàng. Đa tạ cá vàng. Đa tạ cá vàng. Đa tạ. Đường gạo luôn cho mình đi, nên giác về cho tiện. Đi về nhà coi coi có đúng không. Ủa? Thì ra là có thiệt hả? Trời ơi, ông ơi, linh quá, cá vàng linh quá. Ông chưa về mà đã có một cái khạp đầy gạo vậy rồi. Vậy là đúng, con cá vàng đúng là thái tử Long Dương rồi đó. Đúng rồi, đúng là thái tử Long Dương rồi ông ơi. Đúng rồi, đúng rồi ông ơi. Cái gì nữa? Ông à, tôi thấy hình như là còn thiếu thiếu cái gì đó ông. Thiếu gì nữa? Thiếu mà, tôi thấy rõ ràng là còn thiếu thiếu cái gì đó. Thiếu cái gì? Chắc chắn là có thiếu mà chưa biết là thiếu cái gì. Thiếu cái gì ta? Thôi bà vô bà dọn cơm cho tôi ăn đi, tôi đói bụng rồi. Dạ em không ăn uống gì hết. Phải chắc chắn là có thiếu cái gì đó. Để vô dọn cơm, để vô dọn cơm cho chồng ăn nha. Nhưng mà chắc chắn là có thiếu cái gì đó. Chưa suy nghĩ ra được. Thiếu gì ta? Vậy là có thiệt rồi. Vậy là con cá vàng đúng là thái tử Long Dương. Hay quá. Ăn cơm. Sao tôi khổ quá vậy nè. Con gì kêu vậy trời? Mà khóc hả? Làm cái gì mà mới sáng sớm mà ngồi đó bà khóc vậy? Ông có biết suốt đêm hôm qua tôi không ngủ, tôi ngồi ở một chỗ này nè, để tôi ngẫm nghĩ lại cuộc đời của tôi mà tôi khóc tôi than, ông có biết không? Mà tại sao bà lại phải khóc? Ông nhìn đi, ông thấy cái chướng tai gai mắt không? Cái nhà thì có bay lớn vậy nè, mà cái khạp gạo đầy gạo để giữa nhà, tôi đi tôi đụng nó, tôi vô tôi cũng đụng nó, hỏi ông tôi không buồn sao được? Trời đất ơi, chính bà biểu tôi ra biển xin cá vàng gạo, giờ người ta cho gạo mang về, bây giờ bà nói chướng là chướng sao? Tôi thấy bà chướng thì có. Bây giờ tôi không biết, giờ ông đi ra ngoài biển, ông đi ra ngoài biển rồi cá vàng cho tôi. Để làm gì hả? Mang gạo trả cho cá vàng hả? Ông điên hả? Của nó đưa cho mình rồi, lấy cái gì mà phải trả lại cho nó? Ông đi ra ngoài biển, ông gặp con cá vàng, ông nói cá vàng hãy thương cho ông nhìn đi. Cái căn nhà mình như vậy nè, ông không đau lòng hả ông? Bây giờ ông phải nói cái vàng cho mình có căn nhà thiệt là rộng lớn, ở trong nhà đầy đủ đồ đạc thiệt là đẹp, thiệt là mắc tiền cho tôi. Ông đi ra nói cái vàng thì tôi liền. Trời đất ơi, người ta đền ơn mình một lần thôi chứ, mặt mũi nào ra mà biểu người ta đưa nữa. Ông ngu lắm, ông khờ lắm. Tôi nói thiệt, cả cuộc đời của tôi không hiểu sao tôi lấy một ông chồng khờ khạo vậy. Ông nghĩ đi, nếu ông không cứu con cá vàng thì bây giờ đã chết rồi. Bây giờ ông xin một căn nhà rộng rãi, dễ chứ à, quá dễ mà, ông đi đi. Nhưng mà người ta đã đền ơn mình rồi. Đền nữa có sao đâu, đi. Ông không đi là tôi tự hiện tôi chết cho ông coi, đi. Trời ơi là trời. Cá. Đi. Ông không đi là tôi tự hiện tôi chết cho ông coi. Cá vàng ơi cá vàng, lần này tôi ra tôi muốn xin cá vàng một chuyện nữa, không biết cá vàng có giúp được tôi không đây.
Cái vàng. Dạ ông lão. Ông lại tìm ta có việc gì? Cái vàng, thật ra thì ta không có muốn tìm cá vàng, mà là vợ của lão muốn xin cá vàng một chuyện nữa. Đó là vợ của lão muốn một căn nhà thiệt là to. Ở trong đó đồ đạc đó đều là những cái thứ quý giá. Không biết. Tức cười quá. Đòi gì kỳ quá. Ai thèm cho. Lão cứ về nhà đi. Vợ của lão đang ở trong ngôi nhà mới đó. Hả? Cái gì? Cái vàng cho nữa hả? Đa tạ cái vàng. Đa tạ cái vàng. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ nhiều lắm. Vợ ơi, được rồi vợ ơi. Chà, sao giàu thiệt vậy ta, giàu dữ vậy. Giờ bà giàu ơi, giờ là giàu thiệt nè. Bà giàu thiệt ơi. Ai kêu bà đó? Tôi nè. Nhìn lên à, à, coi, coi chuyện té ra. Nhìn lên trời té à. Tao đâu có đuôi. Chà, đẹp quá. Trời ơi, trời ơi đẹp quá. Phải bà giàu không vậy? Không nhận ra ta cái gì. Ta thay đổi quá mà. Không nhận ra nhưng mà hỏi cho biết kỹ hơn. Làm sao nhận ra ta? Hồ hô 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 hô. Hồ hô hô hô. Răng. Răng. Ừ. Hẹn kia ta thấy có cái gì dư dư sai sai đấy. Nói nghe nè. Bà giàu thiệt luôn á hả? Ủa? Chứ lẽ ta giàu giả à? Ừ. Tất cả cơ ngơi này nè là của ta đó. Tất cả luôn đó hả? Ừ. Một đêm mà tất cả đây luôn á hả? Ừ. Trời ơi, sao hay quá vậy? Thì chẳng qua là... Là cái gì? À, là ta có củ chìm, vậy thôi. Mà nghe tôi nói này nè. Nói gì? Nói giàu giàu thì cũng mê thiệt á. Ừ. Mà nhà rộng lớn vậy, có hai vợ chồng ở à. Nó vắng vẻ quá. Trời lỡ rồi ở tối á, cái có kẻ gian ta đột nhập vô. Ta sẽ giết hai vợ chồng, ta lấy hết tài sản. Không ấy là ma hiện lên mình xỉu lấy hết đồ của mình luôn á. Nè, mày đừng có hù tao nghe chưa. Cho mày biết hả, nhiều khi ma nó gặp tao nó sợ tao nữa đó. Ừ, nhưng mà tao sợ kẻ gian rủi mà nó vào đây nó giết vợ chồng tao luôn thì sao. Đúng rồi đó. Ừ. Nguy hiểm lắm đó. Giờ sao ta? Bây giờ đâu biết sao đâu. Hay là bây giờ mày qua mày làm người ở cho tao đi được không? Thôi không được đâu. Sao không được? Trời ơi, nói vậy chứ hả, tôi ở bên bà Phú Hộ á. Tôi hả, tôi là thân cận của bà Phú Hộ á, nên là đi chắc không được đâu. Mà bá làm gì bá chịu bán tôi cao lắm. Nè, bây giờ bá thương mày một, tao sẽ thương mày 10. Bá cần bán bao nhiêu á, tao sẵn sàng tao mua mày về liền. Tao chắc chắn là mày sẽ về ở với tao mà. Đúng rồi, bà Bá Hộ có nói câu đó đó. Có tiền giàu là cái gì mua cũng được hết á. Vậy để tôi về á, tôi dò thử ý của bà Bá Hộ làm sao. Nếu mà bà ấy thì tôi tính chuyện tôi qua đây nha. Mày cứ về mày hỏi thử bà đi. Tao chắc chắn mày trước sau gì mày cũng qua mày ở với tao mà. Đi đi. Tôi về nha. Về đi. Giàu quá mọi. Tức thiệt. Hèn chi mà mình thấy có cái gì dư dư ở đây nè. Không bằng lòng. Không bằng lòng với số phận. Không bằng lòng. Bà ơi, vợ chồng mình được hưởng phước rồi. Con cá vàng cho vợ chồng mình căn nhà đẹp quá. Tôi thiệt là sung sướng lắm. Bà cũng sung sướng lắm, đúng không? Tôi không có sung sướng. Tôi đang bực mình. Bà bực mình cái vụ gì nữa? Không lấy cái căn nhà đẹp vậy là bà vẫn chưa bằng lòng hay sao? Tôi không có bằng lòng số phận. Tại sao? Bây giờ ông nghe lời tôi, ông chạy ra ngoài biển cả, ông gặp con cá vàng nữa đi. Trời ơi là trời, bà tỉnh lại giùm tôi đi. Mới cách đây hôm qua thôi à, bà ở căn nhà làm sao?
Bây giờ bà có căn nhà gì là còn chưa hài lòng nữa, sao mà còn đòi cái dàn đền ơn cái gì nữa? Người ta đền ơn rồi mà đền ơn hoài vậy? Ủa, nếu mà ông không cứu con cái vàng á thì bây giờ con cái vàng đã chết rồi. Không những đền ơn một mà ông muốn nó đền ơn cho ông 10 lần nó phải đền ơn nữa mà. Thì người ta đền ơn cho mình rồi đó. Bây giờ ông chạy ra ngoài đó, ông nói con cái vàng là cho tôi trở thành một nhất phẩm phu nhân giàu có nhất ở làng này và có quy quyền nhất làng này, lẽ đi. Thôi, bây giờ tôi không có biết là nhất phẩm phu nhân hay là nhị phẩm phu thê vậy hết á. Bây giờ bà muốn xin cái gì, ra biển bà gặp cái chàng bà xin đi, tôi không đi nữa. Ông không thương tôi phải không? Nếu mà ông không thương tôi á, tôi đập đầu tôi chết trong vừa lòng nghe chưa? Đi không? Trời là trời, bà bị cái gì nhập vô để bà điên rồi hả? Đi không? Đi thì đi. Ai khoan còn nữa. Tôi biết. Tôi biết nãy giờ bà giỡn chơi thôi phải không? Đời mà đâu có ai mà tham lam như. Tôi không có tham đâu. Nhưng mà bây giờ ông đi ra ông nói coi cái vàng á, cho tôi thêm một điều nữa. Ngoài trở thành nhất phẩm phu nhân giàu có uy quyền nhất ở làng này, tôi cũng sẽ trở thành một nhất phẩm phu nhân xinh đẹp nhất. Tôi không chấp nhận cái hàm răng này. Đi. Rồi đây, ta sẽ trở thành nhất phẩm phu nhân xinh đẹp. Cái vàng ơi, cái vàng. Cái vàng ơi. Ông lão, ông cần ta giúp gì nữa à? Lão đâu có cần cái vàng giúp gì. Mà là vợ của lão, vợ lão mất lão ra đây. Cái vàng cho bà được làm nhất phẩm phu nhân, được sống ở trong phủ, có quyền cao chức trọng. Thôi được rồi, lão cứ về nhà đi. Vợ của lão đã là nhất phẩm phu nhân rồi đó. Đa tạ cá vàng. Nè, ai kêu mày làm mạnh? Làm gì cày gỗ hay sao? Làm vậy thôi. Nè, cái bàn mày lau nhẹ vậy thì chừng nào nó mới sạch. Mệt quá, thôi biến đi, biến. Mạnh lên. Nè, ngủ gục hả? Lau nhanh lên. Thôi, cái lũ vô thì bất tài. Nè, lau vậy á, bụi là nó bay vào mặt tao biết chưa? Thôi biết. Hào cồn. Nè. Ê. Dạ. Đi đâu đó? Dạ bà đuổi. Ai đuổi? Đuổi ra ai lo cho ta? Nước. Dạ. Công nhận á, bà hay ghê luôn á. Bà quay ghê luôn á. Bà la một cái là ở đây bỏ đi liền. Bà đuổi ở đây một cái là ở đây bỏ đi liền. Bà la lên một tiếng là con vẫn ở lại với bà. Bởi vì ta là nhất phẩm phu nhân, ta trên muôn vạn người và dưới một người. Cái gì vậy? Tại sao ta lại dưới một người? À, dạ tại vì mình thua người ta nên mình dưới người ta. Thua một người à? Không, ta không bằng lòng số phận. Ta không bằng lòng số phận. Đi, kêu chồng già lên đây. Dạ chồng nào? Là chồng của ta đó. Dạ. Dưới một người hả? Không thể nào dưới một người được. À. Hả? Nữ hoàng? Phải. Nữ hoàng. Ngươi ra ngoài biển cả gặp con cá vàng, nói cho ta thành nữ hoàng. Trời ơi là trời, bà tỉnh lại giùm tôi đi. Bà có biết nữ hoàng là ai không mà bà đòi làm hả? Biết chứ. Nữ hoàng là người cao nhất, là người trị vì thiên hạ. Đi không? Ta không đi. Lần này ta nhất định không đi. Bà có muốn đi á, bà tự đi đi. À, ông ghen à. Dám cãi lệnh ta. Ta hỏi lần cuối. Đi không? Không. Dạ, nhận đâu?
lôi cổ lão già này ra ngoài biển cả cho ta. Đi. Không cần, tự ta sẽ đi. Không ngờ rồi đây ta sẽ là nữ hoàng. Cái vàng, cái vàng ơi. Chào ông lão. Chào cái vàng. Lần này ông muốn gì nữa? Lão thật sự không muốn làm phiền cái vàng nữa. Nhưng mà vợ của lão lần này bà muốn làm nữ hoàng. Nữ hoàng? Vợ ông muốn làm nữ hoàng hả? Cái vàng ơi, lão thật có lỗi với cái vàng, nhưng lão không có cách nào để ngăn cản tham vọng của vợ lão. Xin cái vàng hãy tha tội. Thôi được rồi, ông lão hãy về nhà đi. Vợ của ông đã là nữ hoàng rồi đó. Bà kêu ta đến đây làm gì? Giờ bà đã là nữ hoàng, bà còn muốn gì ở ta? Ông đi ra ngoài biển cả nói với cái vàng, ta muốn làm nữ vương. Trời ơi, bây giờ bà đã là vua của một cõi. Trong tay bà nắm quyền sinh sát hàng muôn vạn người, bà còn chưa hài lòng với sao? Bà còn muốn cái vàng để làm gì? Ta muốn tự ta sai khiến cái vàng, không cần nhờ tới ông. Không được đâu, không được đâu. Nghe ta nói, bây giờ ta đã là nữ hoàng, ông cãi lệnh ta, ta sẽ giết ông chết. Đi ra ngoài biển cả nói con cá vàng, ta muốn làm nữ vương. Ta muốn tự tay ta sai khiến con cá vàng, ta muốn cá vàng thực hiện được hết tất cả các điều ước của ta. Đi đi. Trời ơi, lòng tham vô đáy đã khiến bà điên rồi. Bà điên rồi. Quân. Dạ. Lôi lão ta ra biển cả cho ta. Dạ. Đi. Bà điên rồi. Bà điên rồi. Cái vàng ơi, tôi không có muốn gì đâu. Cái vàng ơi, cái vàng ơi, cái vàng ơi. Ông lão, do ông lại muốn gì nữa? Cái vàng, giờ ta, giờ của lão lại muốn. Muốn gì? Bà muốn làm. Muốn gì? Mình làm nữ vương. Nữ vương? Dạ. Bà muốn cái vàng là thuộc hạ của bà, bà nghe theo mọi mệnh lệnh của bà. Xin lỗi cái vàng. Xin lỗi cái vàng. Cái vàng. Cái vàng ơi. Cái vàng. Cái vàng ơi. Cái vàng ơi, nghe ta nói đây, ta không muốn như vậy đâu. Đừng giận ta cho cái vàng, ta không muốn vậy đâu. Ta không muốn vậy đâu. Cái vàng. Lĩnh đâu? Dạ. Đi ra ngoài biển cả hỏi lão già gặp cái vàng chưa, mà tại sao giờ này ta chưa trở thành nữ vương. Đi. Cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Có chừng nữ hoàng sắp thành nữ vương rồi đó. Đỡ tay. Đỡ tay. Cái gì vậy? Oh!
Ta là nữ vua. Cá đoạn hết tất cả biển cả này, tôm cua cá phải hốt tôm cá ta. Ta là nữ vua. Ta là nữ vua. Tao muốn ăn cái gì là tao phải có thôi. Ta là nữ vua. Đáng đời bà chưa? Tham lam vô độ, vô ân của bà nó bị trừng phạt đích đáng. Tham thì thăm mà.